Xin chào tất cả mọi người. Mời các bạn vào xem livestream. Xin chào Kiệt Nguyễn. Dạo này em có khỏe không? Ôi chào anh Việt Hoàn, gặp rất vui được gặp anh trên livestream. Xin chào bạn Đoan Bùi, xin chào Mai Thảo. Chủ đề buổi livestream ngày hôm nay thì Hải Ninh sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách thức để gia tăng tương tác cũng như là cái cơ hội để gia tăng được đơn hàng. Xin chào anh Việt Hoàn. Mời các bạn hãy vào xem livestream đi ạ. Xin chào Đặng Xuân. Chào Mai Thảo. Các bạn hãy khẩn trương vào xem livestream. Chúng ta sẽ gặp nhau trong buổi livestream này. Hải Ninh sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho các bạn về cái cách thức để gia tăng được đơn hàng hiệu quả. Cái gì gì kể thôi. Mời các bạn vào xem livestream đi ạ. Ngày hôm nay thì Hải Ninh chuẩn bị sẵn rất là nhiều các phần quà để gửi tặng cho các bạn chia sẻ cái livestream trong buổi livestream ngày hôm nay. Các bạn có muốn biết là phần quà đó là gì không ạ? Xin chào Trần Nga. Buổi livestream ngày hôm nay rất là quan trọng đối với các bạn bán hàng online. Về cơ bản hầu hết thì tất cả các bạn bán hàng online đều rất cần gia tăng tương tác trên nick Facebook của mình để bán hàng hiệu quả hơn, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Hải Ninh sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách thức gia tăng tương tác đạt hiệu quả cao nhất. Các bạn hãy vào xem livestream này, chia sẻ cái livestream này về tường và gắn thẻ bạn bè hoặc là mời bạn bè vào xem cái livestream này để cùng hỗ trợ giúp đỡ các bạn bè của chúng ta cùng kinh doanh online đạt được hiệu quả hơn. Được không ạ? Thì trong cái livestream này ngày hôm nay các bạn sẽ được Hải Ninh chỉ ra cho các bạn toàn bộ các cái nội dung liên quan về vấn đề tương tác. Và các bạn hiểu rõ rằng là tương tác rất là quan trọng đối với những bạn bán hàng online, đúng không ạ? Và có được tương tác, có sự quan tâm của khách hàng tiềm năng thì cơ hội các bạn bán được hàng sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Chúng ta xem livestream này, mời các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường. Và Hải Ninh có sẵn chuẩn bị sẵn rất là nhiều các phần quà để gửi tặng cho những bạn chia sẻ cái livestream này. Đúng không ạ? Thì các bạn vào xem livestream này, chúng ta sẽ chào nhau một chút trước khi mà mình chia sẻ cái nội dung chính trong buổi livestream này ngày hôm nay nhé. Xin chào anh Dương Lương, rất vui được gặp anh trên livestream này. Xin chào Trần Nga. Các bạn kinh doanh online, các bạn hãy vào xem cái livestream này. Đây là một livestream hết sức là quan trọng. Đây là một livestream hết sức là quan trọng. Và các bạn sẽ hiểu rõ tương tác là gì, làm thế nào để có được tương tác trên Facebook và cách thức để gia tăng được hiệu quả bán hàng thông qua việc tạo dựng các cái tương tác ở trên Facebook. Đấy. Xin chào Trần Hoa. Các bạn vào xem livestream, các bạn hãy chia sẻ cái livestream này nhé. Hải Ninh đã chuẩn bị sẵn cho các bạn những phần quà hết sức là quan trọng cũng như là những phần quà rất là giá trị. Và có thể nói rằng đây là một cuốn sách để trở thành người bán hàng xuất sắc. Để trở thành người bán hàng xuất sắc, cuốn sách này mình sẽ gửi tặng cho bạn nào chia sẻ cái livestream này nhiều nhất trong buổi livestream này ngày hôm nay của Hải Ninh. Bạn nào chia sẻ cái livestream này nhiều nhất vào các cái hội nhóm cũng như là lên tường cá nhân thì các bạn hãy chụp lại hình ảnh và inbox cho Hải Ninh. Hải Ninh sẽ gửi tặng cho một bạn duy nhất ngày hôm nay mà chia sẻ cái livestream này nhiều nhất sẽ được tặng một cái phần quà này. Đây là một cuốn sách rất là nổi tiếng, một cuốn sách rất là nổi tiếng để trở thành người bán hàng xuất sắc. Cái cuốn sách này nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều và giống như Trần Nga nói đấy, nó sẽ giúp mình tự tin trong cái quá trình bán hàng đạt được cái hiệu quả cao hơn. Bởi vì khi mà các bạn đã biết, các bạn đã nắm bắt, các bạn đã có trong tay mình những cái bí quyết rất là hữu ích thì các bạn sẽ đạt được cái tự tin cũng như là bán hàng hiệu quả hơn rất là nhiều. Cảm ơn Trần Nga. Xin chào Thanh Hương. Các bạn đã biết các nội dung quà tặng trong ngày hôm nay chưa ạ?
tất cả các bạn chia sẻ cái live stream này từ 5 hội nhóm trở lên thì các bạn sẽ được Hải Ninh gửi ebook một tài liệu 6 tuyệt chiêu bán hàng online. Mình sẽ gửi ebook cho các bạn để các bạn nhận được sớm nhất. Thì tất cả các bạn chia sẻ cái live stream này từ 5 hội nhóm trở lên là các bạn sẽ được tặng cái phần quà này. Trong cái cuốn sách này, trong cái cuốn ebook này có những cái nội dung vô cùng giá trị và mình đã từng chia sẻ cho các live stream rồi. Nhưng cái cuốn sách này có những cái nội dung rất là tổng hợp. Và các bạn đọc cái nội dung này là các bạn đã nắm trong tay những cái bí quyết cơ bản để các bạn có thể bán hàng hiệu quả. Thì mình sẽ gửi tặng dành cho bạn nào chia sẻ từ 5 hội nhóm trở lên, mình sẽ gửi tặng ebook cho các bạn. Còn món quà mà dành cho người đặc biệt nhất, chia sẻ nhiều nhất cái live stream trong ngày hôm nay thì các bạn sẽ được tặng cái cuốn sách này. Đây là một cuốn sách mà một trong số những cuốn sách mà mình rất là yêu thích và mình hy vọng là sẽ sớm tìm được chủ nhân của các bạn đấy. Được chưa ạ? Thì mình sẽ trò chuyện với các bạn một chút. Các bạn đang xem cái live stream của Hải Ninh ngày hôm nay ở đây thì các bạn đang kinh doanh online cái sản phẩm dịch vụ là gì thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn hãy comment xuống phía dưới để mình có thể biết rõ hơn về cái sản phẩm và dịch vụ mà các bạn đang cung cấp. Xin chào Phạm Luyến. Đấy chưa? Chuyển được sang Kim Trung chưa? Đó. Em chuyển luôn đi. Em cầm điện thoại của em ra đây. Các bạn đã rõ quà tặng của ngày hôm nay chưa? Bạn nào chưa rõ thì các bạn hãy có thể comment xuống phía dưới nhé. Bạn nào chưa rõ thì các bạn hãy comment dưới. Em đứng đây cho chị chỉ cho. Vào cái đây này. Phần chia sẻ này. Đây này. Cái vào trực tiếp cái link của chị. Xin chào Châu Như Quỳnh. Các bạn vào xem live stream, các bạn những bạn đang bán hàng online, các bạn hãy comment xuống dưới cái sản phẩm dịch vụ mà các bạn đang cung cấp nhé. Hãy comment xuống dưới cái sản phẩm dịch vụ các bạn đang cung cấp. Đây là cái cơ hội để trong cái quá trình mà mình chia sẻ các cái kiến thức giá trị cũng như là đưa ra các cái ví dụ thực tế để cho các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái cách thức vận hành cũng như là các bạn hiểu rõ hơn về cái cách thức gia tăng tương tác cho chính cái sản phẩm dịch vụ mà mình đang cung cấp. Được chưa ạ? Các bạn có nghe rõ không ạ? Cảm ơn các bạn, là những bạn nào chia sẻ thì các bạn hãy comment chia sẻ, đã chia sẻ xuống phía dưới nhé để mình được biết ạ. Xin chào Châu Như Quỳnh. Các bạn vào xem live stream, các bạn mà xem âm nhạc có lớn quá không? Các bạn nào đã chia sẻ cái live stream này, các bạn hãy comment đã chia sẻ xuống phía dưới nhé. Được chưa ạ? Hãy comment đã chia sẻ xuống phía dưới ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ cái live stream này. Mình sẽ... Thanh Hương à, Thanh Hương chia sẻ 17 nhóm rồi à. Thế này em dễ nhận được quà lắm. Bạn nào mà chia sẻ nhiều nhất các bạn hãy chụp ảnh lại cho mình nhé. Sau đó là mình sẽ gửi tặng các bạn theo đúng địa chỉ và số điện thoại các bạn cung cấp, hay inbox cho mình cái nội dung thông tin nhé. Rồi ok mọi người.
cảm ơn Bin Bin đã chia sẻ vào trang cá nhân. Cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ cái livestream này vào trong trang cá nhân của các bạn cũng như là trên các hội nhóm. Bạn nào chia sẻ thì các bạn hãy comment đã chia sẻ. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Nào bây giờ thì mình sẽ đi vào nội dung chính trong cái buổi livestream này ngày hôm nay. Thì những bạn các bạn đang kinh doanh cái sản phẩm dịch vụ là gì, các bạn hãy comment xuống phía dưới để trong cái quá trình mà mình chia sẻ các nội dung kiến thức quan trọng thì mình sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn để các bạn có thể hiểu rõ hơn cũng như là biết cách tạo ra cái tương tác tốt nhất trên nick Facebook của mình. Thì như các bạn đã biết rằng là tương tác là một yếu tố rất là quan trọng trong cái quá trình kinh doanh online, và chúng ta cần phải gia tăng tương tác mỗi ngày để chúng ta tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng, đúng không ạ? Và đây là một yếu tố hết sức là quan trọng đối với những người bán hàng online. Chúng ta thấy rằng là việc bán hàng online khác hoàn toàn so với việc là chúng ta bán hàng trên các cái cửa hàng offline, đúng không ạ? Việc chúng ta bán hàng online là chúng ta cần phải gia tăng tiếp cận khách hàng bằng gì ạ? Bằng nhiều hình thức, từ việc là chúng ta tiếp cận khách hàng trên profile của chúng ta, hoặc là từ việc chúng ta tiếp cận khách hàng trên các cái trang fanpage, hoặc là chúng ta tiếp cận khách hàng trên các cái nhóm mà chúng ta tham gia, đúng không ạ? Trên các hội nhóm mà chúng ta tham gia. Cảm ơn Mai Thảo nhé. Các bạn nào chia sẻ cái livestream này của Hải Ninh từ 5 lần trở lên là các bạn sẽ có cơ hội nhận cuốn ebook này. Cuốn ebook mình sẽ gửi trực tiếp cuốn ebook cho các bạn. Đó là cuốn ebook liên quan đến các tuyệt chiêu bán hàng bùng nổ doanh số, thì mình sẽ gửi ngay lập tức cho các bạn. Còn bạn nào chia sẻ cái livestream này nhiều nhất vào các hội nhóm thì các bạn sẽ được tặng một cuốn sách, đó là Để trở thành người bán hàng xuất sắc. Mình sẽ rất là mong tìm ra chủ nhân của cái cuốn sách này, và mình sẽ gửi tận địa chỉ cho các bạn để các bạn nhận được một cách sớm nhất. Đấy chưa? Các bạn đã sẵn sàng nghe buổi livestream này ngày hôm nay chưa? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Bao nhiêu bạn sẵn sàng nghe cái buổi livestream giá trị này và thay đổi được nhận thức của các bạn, cũng như là gì ạ, tiếp thêm cho các bạn cái năng lượng và các bạn có thể bán hàng hiệu quả hơn rất là nhiều sau cái buổi livestream này ngày hôm nay. Sau khi các bạn nghe xong những kiến thức này thì các bạn hãy comment xuống phía dưới. Các bạn thực sự sẵn sàng chưa? Các bạn hãy comment xuống phía dưới là tôi sẵn sàng. Các bạn thực sự sẵn sàng đón nhận những kiến thức và giá trị mà Hải Ninh chia sẻ trong cái buổi livestream này để hỗ trợ, để giúp đỡ cho các bạn bán hàng hiệu quả, thì các bạn hãy comment xuống phía dưới tôi sẵn sàng, tôi sẵn sàng. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Tôi sẵn sàng, tôi sẵn sàng. Đấy chưa ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Tôi sẵn sàng. Tôi sẵn sàng. Sao chưa được ở Duyên? Không phải chia sẻ. Các bạn sẵn sàng chưa? Em chào chị Nina. Từ lúc thay đổi avatar có gì thay đổi không chị? Chị hãy inbox thường xuyên cho em để em hỗ trợ chị thêm nhé. Các bạn hãy comment đi ạ. Tôi sẵn sàng. Các bạn hãy comment đi. Tôi sẵn sàng. Sẵn sàng chưa? Nội dung ngày hôm nay rất là quan trọng để các bạn thay đổi tư duy của các bạn và giúp cho bạn trang bị thêm kiến thức để các bạn bán hàng online hiệu quả. Tương tác là một trong số yếu tố rất là quan trọng để giúp cho các bạn gì ạ? Tiếp cận được khách hàng tiềm năng. Tiếp cận được khách hàng tiềm năng, và nó vô cùng quan trọng khi mà các bạn biết được là các bạn sử dụng các cái thuật toán, các bạn sử dụng vận hành theo cái thuật toán của Facebook thì các bạn sẽ bán hàng hiệu quả hơn rất là nhiều. Các bạn không thể bán được hàng nếu mà các bạn không có tương tác và cũng không tiếp cận được khách hàng. Các bạn hiểu điều này nó rất là quan trọng ạ. Vậy thì trong cái livestream này mình sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn hiểu rõ hơn về các cái nội dung kiến thức liên quan đến tương tác và các cái nội dung liên quan đến gì ạ, để gia tăng được đơn hàng từ các cái việc gia tăng tương tác này, từ các cái yếu tố liên quan đến việc gia tăng tương tác. Các bạn đã sẵn sàng nghe cái buổi livestream này, các bạn hãy comment khẩn trương xuống phía dưới để mình nhanh chóng vào nội dung chính trong chủ đề ngày hôm nay. Đúng không ạ? Xin chào Nguyễn Hà, chào Thảo Ly, chào Thu Thảo, chào Thị Tiên. Các bạn hãy comment khẩn trương xuống phía dưới ạ. Các bạn đã sẵn sàng thực sự lắng nghe cái nội dung quan trọng trong buổi livestream ngày hôm nay chưa? Thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé.
Ừ, chị chưa thấy. Có thể là cái mạng nó hiển thị chậm. Xin chào Kim Ngân. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhá để Hải Ninh được biết ạ. Mời các bạn hãy comment xuống phía dưới. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn hãy comment sẵn sàng, khẩn trương comment sẵn sàng để chúng ta tiến hành buổi live stream ngày hôm nay nhé. Xin mời tất cả các bạn. Các bạn hãy comment đi ạ. Xin mời các bạn hãy comment xuống phía dưới. Các bạn thực sự sẵn sàng chưa? Cảm ơn Kim Ngân. Các bạn nhớ chia sẻ cái live stream này để các bạn được nhận phần quà nhé. Các bạn chia sẻ 5 lần vào hội nhóm và trên tường cá nhân là các bạn sẽ nhận được một phần quà. Đó là cuốn ebook. Các bạn có thể nhận được ngay cái phần quà cuốn ebook này. Đó là những tuyệt chiêu bán hàng bùng nổ doanh số. Và người nào, bạn nào chia sẻ cái live stream nhiều nhất trong ngày hôm nay, các bạn sẽ được nhận một cái cuốn sách vô cùng giá trị này. Đó chính là cuốn sách để trở thành người bán hàng xuất sắc. Trong cuốn sách này có rất nhiều các nội dung giá trị. Và Hải Ninh tin chắc rằng sau khi đọc xong cuốn sách này, các bạn cũng có thể thay đổi được rất nhiều tư duy bán hàng của mình. Các bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Các bạn sẽ cảm thấy là khi bán hàng mình sẽ có nhiều niềm vui, thay vì là chúng ta chỉ đã có cái áp lực là về doanh số hay là về doanh thu. Đấy. Thế thì trong cái live stream này ngày hôm nay, mình sẽ hỗ trợ và hướng dẫn cho các bạn về hiểu rõ hơn về kiến thức liên quan đến tương tác. Và những cái nội dung này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn về tương tác là gì, làm thế nào để gia tăng tương tác, và đơn hàng tại sao lại có được nhiều từ việc là có nhiều tương tác, đúng không ạ? Rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ rất là mong muốn là các bạn hãy comment sẵn sàng đi ạ. Các bạn hãy comment khẩn trương đi ạ. Các bạn hãy comment sẵn sàng được chưa ạ? Cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái live stream này và đã comment xuống phía dưới. Mình đã chia sẻ cái live stream này để Hải Ninh tiến hành buổi chia sẻ trong nội dung ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn. Thế thì trong số tất cả các bạn đang xem live stream ở đây, bây giờ mình sẽ hỏi các bạn một nội dung thông tin như sau. Thì theo các bạn thì những cái hành động nào mà Facebook cho được là tính tương tác? Những hành động nào được coi là tương tác trên Facebook? Các bạn có thể comment xuống phía dưới để Hải Ninh nhìn thấy là xem là các bạn hiểu thế nào về tương tác và các bạn đang vận hành cái tương tác đó đúng hay chưa. Các bạn hãy comment khẩn trương xuống phía dưới các cái nội dung mà Hải Ninh đặt ra câu hỏi, và chúng ta sẽ tương tác với nhau nhiều trên chính cái live stream này để hỗ trợ và hướng dẫn các bạn nhé. Cảm ơn Thanh Hương. Cảm ơn Thanh Hương. Các bạn chia sẻ live stream, các bạn nhớ ghi thêm nội dung nhé. Ví dụ như là mời các bạn vào xem chị Hải Ninh live stream chia sẻ nội dung kiến thức rất là giá trị về tương tác quan trọng. Đấy, ví dụ thế, các bạn hãy chia sẻ và thêm nội dung vào. Các bạn chia sẻ vào các nhóm lần lượt thôi. Cảm ơn Thanh Hương nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn em rất là nhiều. Thì các bạn hiểu như thế nào về tương tác và các bạn đã làm những cái hành động gì để gia tăng tương tác trên chính nick Facebook của mình? Điều này rất là quan trọng đấy ạ. Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn hãy comment xuống phía dưới để mình sẽ xem luôn xem là các bạn đang hiểu về điều đó như thế nào. Được chưa ạ? Các bạn thường xuyên làm gì ạ? Mình đã nhận được một thông tin của một bạn, đó là các bạn thường xuyên comment để gia tăng tương tác. Thế còn các bạn khác thì sao ạ? Các bạn làm gì để gia tăng tương tác? Các bạn hãy comment khẩn trương xuống phía dưới. Mình sẽ phân tích cho các bạn những cái hành động mà Facebook tính điểm tương tác. Các bạn nên nhớ rằng trên Facebook sẽ có những cái gì ạ? Có những cái nội dung mà Facebook sẽ tính điểm tương tác cao và có những nội dung Facebook sẽ tính điểm tương tác thấp. Vậy thì những cái hành động nào mà được tính điểm tương tác cao thì các bạn muốn biết nội dung cụ thể là như thế nào, thì trong cái live stream này mình sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn và các bạn sẽ có những kiến thức này để áp dụng bán hàng online hiệu quả hơn. Mình rất là vui bởi vì là mỗi một ngày mình đều nhận được các cái thông tin của các bạn bán hàng online khi mà chia sẻ phản hồi lại với mình rằng là các bạn đã bán hàng hiệu quả hơn rất là nhiều từ những cái nội dung mà kiến thức mà mình chia sẻ. Và thực sự là đó là những cái niềm vui của những người hướng dẫn hỗ trợ bán hàng online, những người đào tạo kinh doanh, những người đào tạo kinh doanh online hiệu quả.
thì mình cũng rất là mong muốn sau mỗi một lần mình chia sẻ những live stream như này, các bạn vận dụng các kiến thức mà mình chia sẻ và các bạn sẽ có những kết quả và quay lại inbox cho Hải Ninh, chia sẻ cùng với Hải Ninh những cái niềm vui đó. Và đấy thực sự là thành công của mình. Các bạn hiểu không ạ? Đó thực sự là thành công của mình. Thanh Hương ơi, nội dung này em chưa chính xác rồi, đang theo chuẩn hóa của Facebook. Tức là chưa rõ lắm về nội dung, các bạn có thể comment xuống phía dưới nhé. Theo các bạn thì những hành động nào được tính là tương tác? Và Facebook sẽ có những cái điểm tương tác cho mỗi một cái hành động như thế này. Thì các bạn hãy comment xuống phía dưới để mình sẽ hỗ trợ cho các bạn, để các bạn hiểu rõ hơn là với những cái hành động nào các bạn nên thường xuyên làm để gia tăng được cái điểm tương tác của mình trên Facebook. Thì cái hiệu quả của các bạn để mà các bạn tiếp cận được khách hàng tiềm năng sẽ cao hơn rất là nhiều. Đấy chưa ạ? Sẽ cao hơn rất là nhiều. Thì các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Thường xuyên live stream thì độ tương tác sẽ cao. Đây là câu trả lời của Thị Tiên. Cảm ơn Thị Tiên nhé. Thị Tiên cũng đưa ra câu trả lời là em thường xuyên comment vào ảnh của bạn bè và yêu thích ảnh của bạn bè. Ok, đó là những cái hành động mà theo Thị Tiên rằng nó là gia tăng tương tác. Thế thì các bạn hãy cứ comment xuống phía dưới đi. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái nội dung nào, những cái hành động nào mà được tính điểm tương tác cao để chúng ta thường xuyên sử dụng. Và những cái hành động nào mà điểm tương tác của Facebook đánh giá là thấp thì chúng ta gì ạ? Chúng ta cũng sẽ biết được và chúng ta sẽ thấy là có cái sự thay đổi về cái nhận thức của chúng ta khi mà mọi khi chúng ta những cái điều mà chúng ta nghĩ nó lại không hẳn là như thế. Được chưa? Cảm ơn các bạn. Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Hãy comment xuống phía dưới. Được chưa? Thế thì những cái hành động trên một bài viết mà Facebook tính là tương tác các bạn có biết là gì không ạ? Ngoài những cái nội dung mà Hải Ninh vừa được nhận ra, ví dụ như là thường xuyên live stream này, thường xuyên comment này, thì các cái hành động khác thì sao? Có bạn nào có ý kiến khác không? Các bạn nào có ý kiến khác về những cái hành động được coi là tính được là live stream trên Facebook không ạ? À, được tính là tương tác trên Facebook không ạ? Thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Duyên lại kéo chỉ cái cửa này, cái rèm đưa vào cho đỡ sáng. Được chưa ạ? Các bạn có thực sự là muốn, các bạn muốn biết đó là những cái nội dung gì không ạ? Xin chào Thu Hiền, chào chị Nguyễn Thu. Thế thì mình sẽ chia sẻ với các bạn, bởi vì những kiến thức mà các bạn được nghe Hải Ninh chia sẻ là những kiến thức vô cùng quan trọng bán hàng khi mà bán hàng online. Nhiều khi mà các bạn gì ạ, có trong tay những gì ạ, có trong tay công cụ nhưng mà các bạn không có kiến thức thì các bạn bán hàng không thể nào hiệu quả được. Hoặc là các bạn có kiến thức nhưng các bạn không duy trì, các bạn không phát huy được thì cũng gì ạ, cũng không thể nào hiệu quả được. Cảm ơn ý kiến của Thu Hiền. Thu Hiền cho rằng là thường xuyên inbox thì cũng có thể là gia tăng được tương tác, đúng không ạ? Gia tăng được tương tác. Cảm ơn ý kiến của Thu Hiền. Thì mình đang tổng hợp các cái nội dung ý kiến của các bạn trên chính cái livestream này và cũng như là trên chính các cái hội nhóm mà đang tổ chức xem chung. Thì ngày hôm nay mình sẽ đưa ra cho các bạn những cái nội dung mà Facebook được tính là tương tác. Đôi khi các bạn lại không hiểu là những hành động nào được tính tương tác. Các bạn thường các bạn chỉ tập trung vào like một bài viết, đúng không ạ? Tức là ấn một cái biểu tượng like bài viết là các bạn nghĩ rằng đó là tăng tương tác. Hoặc các bạn nghĩ rằng là gì ạ? Các bạn nghĩ rằng là các bạn comment vào bài viết là tăng tương tác. Ok. Hoặc các bạn nghĩ rằng là live stream là tăng tương tác. Và hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ là ba cái nội dung này là để tăng tương tác, đúng không ạ? Hầu hết mọi người đều đang suy nghĩ như vậy. Nhưng thực tế những cái hành động mà được tính là tăng tương tác là những cái hành động gì? Thì trong cái live stream này mình chia sẻ cho các bạn một cách cụ thể và đầy đủ. Thì các bạn hãy comment xuống phía dưới các cái nội dung hành động đó để chúng ta gì ạ? Chúng ta nhớ những hành động nào được coi là tăng tương tác và chúng ta sẽ áp dụng nó. Đồng thời để giúp cho những bạn vào sau xem cái live stream này có thể nắm được các cái nội dung live stream mà Hải Ninh đã chia sẻ trong buổi chia sẻ ngày hôm nay nhé. Ok các bạn. Thì nội dung thứ nhất mà để tính được là tăng tương tác, các bạn nên nhớ này, đó là hành động gì ạ? Nhấp vào like. Các bạn ghi ngay xuống phía dưới nhé. Các bạn ghi ngay xuống phía dưới, comment ngay xuống phía dưới. Hành động nhấp vào like, comment và share là những hành động tăng tương tác. Được chưa ạ? Đấy là ý thứ nhất. Hoặc các bạn có thể ghi rời ra cũng được. Thứ nhất là hành động nhấn vào nút like. Được chưa ạ? Hành động nhấn vào nút like. Thứ hai là hành động comment. Các bạn có ghi kịp không ạ? Các bạn hãy ghi và hãy comment các cái nội dung này nhá. Hãy comment các cái nội dung này xuống để chúng ta nhớ cái nội dung này. Khi mà các bạn comment các nội dung này thì các bạn sẽ nhớ kiến thức lâu hơn.
Các bạn nhớ rằng là chúng ta phải biết được các cái nội dung kiến thức quan trọng và cách vận hành của Facebook thì các bạn mới bán hàng online hiệu quả được. Và các bạn nên ưu tiên cái gì hơn cái gì, được chưa? Hành động nhấn vào nút like hoặc là biểu tượng cảm xúc tính là một tương tác, đúng không ạ? Nhưng mà trong cái hành động này thì các bạn nên nhớ rằng biểu tượng thả tim so với biểu tượng like thì biểu tượng thả tim cái tương tác điểm cao hơn, được chưa ạ? Hành động thả tim so với hành động nhấn like thì hành động thả tim tương tác điểm cao hơn. Vậy thì có nghĩa là khi mà các bạn lướt bảng tin của bạn bè, các bạn lưu ý rằng chúng ta nên ưu tiên hành động thả tim thay vì like, được chưa ạ? Chúng ta ưu tiên hành động thả tim thay vì like. Phần này các bạn đã hiểu chưa ạ? Cảm ơn Thương Phạm, cảm ơn Thị Tiên, các bạn đã comment xuống bên dưới, được chưa ạ? Các bạn hãy ưu tiên hành động thả tim hơn là gì ạ? Hơn là biểu tượng like. Ok, đấy là cái nội dung này mình muốn chia sẻ cho các bạn. Để sau cái phần này mình sẽ phân tích cho các bạn là tại sao mà mình có được đơn hàng từ việc gia tăng tương tác. Ok các bạn, xin chào anh Minh Chí Vương, được chưa ạ? Hành động comment bài viết, đúng không ạ? Hành động comment bài viết cũng là hành động gia tăng tương tác. Hành động share bài viết cũng là tăng tương tác. Tại sao các bạn lại nên share bài viết của mọi người, cũng như là khuyến khích mọi người share bài viết của mình? Bởi lý do là khi mà có những nội dung hay mà mình chia sẻ cái nội dung đó, đúng không ạ? Và chia sẻ cái nội dung đó lại được cộng đồng Facebook hưởng ứng, thì cái sự tăng tương tác đó nó sẽ cộng hưởng cho cả hai nick Facebook. Thế nên tại sao các bạn nên chia sẻ những cái nội dung hay là vì như vậy. Các bạn hiểu không ạ? Nhiều bạn rất là ngại chia sẻ, và đặc biệt là những cái nội dung kiến thức hay các bạn lại càng ngại chia sẻ. Hoặc ví dụ với nội dung mà live stream ngày của Hà Ninh ngày hôm nay là những cái live stream rất là giá trị, giúp cho các bạn bán hàng online hiệu quả, thì nhiều bạn lại ngại chia sẻ rằng là sợ các bạn khác có thể nghe được cái nội dung này, các bạn ấy bán hàng hiệu quả hơn, hoặc là sợ các bạn nghe được những cái kiến thức giá trị này, đúng không ạ? Nhưng các bạn đã rất là sai lầm, bởi vì nếu mà bạn không chia sẻ, đúng không ạ, thì bản thân bạn cũng, cái Facebook của bạn cũng không cộng hưởng được việc gia tăng tương tác. Đấy là cái thiệt thòi của bạn. Nhưng cái quan trọng là họ có thể học hỏi, đúng không ạ? Họ có thể biết được, họ có thể nghe được những cái nội dung giá trị này, không phải là từ bạn, mà là có thể là qua người khác. Vậy thì bạn đã mất đi một khách hàng tiềm năng. Các bạn hiểu không ạ? Bạn đã mất đi một khách hàng tiềm năng. Thậm chí khi bạn chia sẻ nhiều cái live stream giá trị, giúp đỡ mọi người bán hàng hiệu quả hơn, thì họ có thể là theo dõi nick Facebook của bạn thường xuyên hơn. Các bạn hiểu không ạ? Đấy là một trong số những cái nội dung rất là quan trọng. Nhưng mà nhiều khi các bạn lại ngại cho đi giá trị. Bán hàng ở trên Facebook nó lại khác hoàn toàn so với việc các bạn bán hàng offline. Có thể là bán hàng offline thì các bạn giấu những cái bí kíp, các bạn giấu những cái kinh nghiệm. Nhưng mà bán hàng online thì sao ạ? Bán hàng online thì điều đó lại khác biệt hoàn toàn. Vì trên cái cộng đồng online, khi bạn chia sẻ càng nhiều giá trị thì bạn sẽ có càng nhiều follow theo sau bạn, bởi vì họ muốn học hỏi những cái điều giá trị đó. Và khi bạn chia sẻ nhiều cái nội dung như vậy thì họ sẽ trở lên thân thiết với bạn, họ sẽ dễ dàng trở thành khách hàng của bạn. Đó là một trong số những cái yếu tố mà Hải Ninh thường xuyên muốn chia sẻ với các bạn, là vì như vậy. Thì ở phần này các bạn đã hiểu chưa? Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã comment, cảm ơn Thị Tiên đã comment, cảm ơn Thư Huyền đã comment. Vậy là mình đã phân tích cho các bạn là cái hành động gì ạ? Like thả tim, đúng không ạ? Hay nói cách khác là thả cái biểu tượng cảm xúc là một hành động về tương tác. Hành động thứ hai là hành động comment, hành động thứ ba là hành động share, đúng không ạ? Và có rất nhiều bạn có inbox cho Hải Đinh, bởi vì thường xuyên có rất là nhiều bạn là như này. Khi các bạn bán hàng online, có những bạn mới thì không biết là những cái thuật toán ở trên Facebook, hay là không biết lý giải những cái hiện tượng sự vật xảy ra trên Facebook, nên là các bạn đã rất là hay comment để hỏi mình, và mình rất là sẵn lòng chia sẻ những cái nội dung kiến thức, những cái hiểu biết của mình để cho các bạn có thể trưởng thành hơn. Thì có bạn thắc mắc rằng là chị ơi, tại sao em chưa bao giờ em vào bình luận bài viết của một cái bạn nào đó, em cũng chưa bao giờ ấn like hay là thả tim bài viết, tại sao bài viết của bạn đấy lại xuất hiện thường xuyên trên tường của em, xuất hiện thường xuyên trên bảng tin của em? Thì các bạn có muốn biết Hải Ninh, các bạn có muốn biết lý do hay là nguyên nhân từ đâu không ạ? Các bạn có muốn biết không ạ? Bản thân các bạn có thắc mắc điều này không ạ? Đấy, thế thì có rất là nhiều những cái sự vật hiện tượng các bạn không lý giải được, nhưng thực ra nó là thuật toán của Facebook. Nó là thuật quả toán của Facebook. Có bạn nào muốn biết điều này không? Các bạn hãy comment khẩn trương xuống bên dưới nhé. Hãy comment khẩn trương xuống bên dưới để mình được biết xem là các bạn đang quan tâm
quan tâm đến Facebook và thuật toán Facebook như thế nào, quan tâm đến tương tác ra sao, các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Thế thì lý giải cho cái nội dung này đó là gì ạ? Đó chính là cái hành động nhấp vào xem hình ảnh. Mặc dù là bạn không hề like, thả tim hay biểu tượng cảm xúc, mặc dù bạn không bao giờ comment bài viết của bạn, của cái người đó, nhưng bạn chỉ cần nhấp vào cái hành động nhấp vào xem hình ảnh thì Facebook cũng đã tính là tương tác. Được chưa? Facebook cũng đã tính là tương tác. Rồi là hành động gì ạ? Đọc tiếp, tức là xem tiếp cái bài viết của họ. Ví dụ bài viết của họ khi họ chèn cái hình ảnh vào, đúng không ạ? Họ chèn cái hình ảnh vào thì cái nội dung bài viết đó nó chỉ 3 câu và sau đó là chấm 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 và có chữ xem tiếp. Vậy chỉ bạn khi bạn nhấn vào cái chữ xem tiếp đó thì là Facebook nó cũng tính là tương tác. Tức là có cái sự tương tác giữa gì ạ? Bạn với cái nick Facebook đó. Bạn hiểu không ạ? Đấy, thì Facebook nó tính là tương tác. Đấy là những cái thuật toán trên Facebook mà các bạn cần phải nắm được. Và Ninh chia sẻ những kiến thức giá trị này để giúp cho các bạn gì ạ? Hiểu được những cái gì đang xảy ra ở trên Facebook và các bạn hiểu rõ về nó thì các bạn mới có thể bán hàng, vận hành cái việc bán hàng online hiệu quả hơn. Được chưa ạ? Các bạn nhớ chia sẻ cái live stream này, bởi vì là bạn nào chia sẻ cái live stream này thì nhiều nhất sẽ được tặng một cái cuốn sách. Cuốn sách vô cùng giá trị này, đó chính là cuốn sách để trở thành người bán hàng xuất sắc. Các bạn sẽ đọc những cái nội dung cuốn sách như thế này, các bạn sẽ tự tin bán hàng hơn rất là nhiều. Bởi vì trong đó là những nội dung hết sức là giá trị. Còn bạn nào mà có thể không chia sẻ được nhiều nhất cái live stream thì các bạn cũng có cơ hội nhận được cái cuốn ebook mà Hải Ninh gửi tặng cho bạn. Trực tiếp bản ebook đó là những tuyệt chiêu bán hàng bùng nổ doanh số. Thì bạn nào mà chia sẻ từ 5 hội nhóm trở lên là các bạn đã có cơ hội nhận được cái cuốn sách này rồi, nhận được cái cuốn ebook này rồi, thì các bạn hãy chịu khó nhé. Ok các bạn, được chưa? Thế thì các bạn ghi tiếp nhá. Ngoài việc nhấn like, thả tim, biểu tượng cảm xúc, đúng không ạ? Rồi là nhấn nội dung comment bài viết là gia tăng tương tác. Nội dung thứ ba là share bài viết cũng là gia tăng tương tác cho chính mình cũng như là cho nick Facebook của bạn, đúng không ạ? Nick Facebook của bạn và người mà bạn share cái bài viết đó. Nội dung thứ tư mà vừa rồi mình nhắc đó là gì ạ? Nhấp vào xem trước hình ảnh. Nhấp vào xem trước hình ảnh, đúng không ạ? Hoặc là đọc tiếp bài viết hoặc là xem tiếp bài viết, đấy cũng là hành động gia tăng tương tác. Đấy là nội dung thứ tư. Và nội dung cuối cùng đó chính là gì ạ? Để dành thời gian xem video hay là xem livestream cũng là tính là tương tác. Các bạn hiểu không ạ? Dành thời gian xem livestream hay là xem video cũng là tính là tương tác. Như vậy thì gì ạ? Các bạn nên nhớ rằng là khi mà các bạn hiểu thế nào là tương tác rồi, các bạn hiểu rằng là những cái hành động nào được tính là tương tác rồi, thì các bạn sẽ biết vận hành cái Facebook của mình để mà gì ạ? Để mình tạo ra được tương tác cho nick Facebook của mình. Và từ đó mình sẽ thu hút được gì ạ? Thu hút được khách hàng tiềm năng thông qua việc tạo ra những cái tương tác đó. Các bạn có muốn biết tạo ra tương tác không ạ? Trong cái live stream này là một cái live stream vô cùng giá trị, và các bạn hãy chia sẻ ngay về tường và có thể gắn thẻ bạn bè hoặc mời bạn bè vào xem cái live stream này để các bạn hiểu rõ hơn, đúng không ạ? Cũng như là gia tăng tương tác cho chính nick Facebook của bạn. Và để các bạn hiểu rõ hơn về cái cách thức vận hành của Facebook, thế nào để là được tính điểm về tương tác. Và các bạn sẽ có rất là nhiều nguồn khách hàng tiềm năng từ việc bạn gia tăng tương tác như thế này. Được chưa? Cảm ơn anh Minh Chí Vương. Các bạn hãy chia sẻ cái live stream này từ 5 hội nhóm trở lên là các bạn đã có cơ hội nhận quà tặng rồi. Được chưa? Đấy, thế thì các bạn đã hiểu rằng là tương tác bao gồm gì ạ? Bao gồm 5 yếu tố đó. 5 yếu tố đó, các bạn nhớ chưa? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhá. Yếu tố thứ 5, cảm ơn Thị Tiên, đúng không ạ? Cảm ơn Thị Tiên đã comment được đủ nội dung xuống phía dưới rồi. Thế thì khi mà các bạn thấy rằng là khi mà các bạn hiểu rõ về thế nào là hành động để mà ta tăng tương tác, thì chúng ta sẽ phải xem lại chúng ta vận hành như thế nào Facebook của mình để mà có được tương tác. Vì các bạn lưu ý rằng là khách hàng họ có nhìn thấy bài viết của mình hay không, đúng không ạ? Và họ có quyết định mua cái sản phẩm của mình hay không từ bởi phần nền tảng, phần nền móng là từ việc tương tác. Các bạn hiểu ạ? Từ việc tương tác. Và Facebook có tính điểm tương tác cho nick của bạn. Và mình minh chứng cho bạn thấy rằng là gì ạ? Tại sao khi mà các bạn sử dụng phần mềm InboxMe, nó sẽ lọc ra bạn bè không tương tác là 0 điểm. Và bạn bè tương tác nhiều nhất thì có bao nhiêu điểm? Và bạn bè tương tác ở mức độ như thế nào, trung bình hay là thấp thì có bao nhiêu điểm?
Tức là nó sẽ tính điểm cho từng nick Facebook xem mức độ gia tăng tương tác như thế nào. Thế nên là mới nói rằng là Facebook tính điểm tương tác cho bạn. Với cái hành động like, đúng không ạ? Thì điểm tương tác thấp hơn là thả tim. Đấy. Và hành động thả tim thì tương tác thấp hơn là hành động comment bài viết. Đúng không ạ? Hành động comment bài viết lại thấp hơn hành động share bài viết hay là share livestream. Đấy. Các bạn hiểu không ạ? Và gì ạ? Và lần lượt tiếp theo là gì ạ? Còn một cái nội dung nữa mà có thể tính là tương tác đó là gì ạ? Là inbox của bài viết, các bạn bổ sung nhé. Inbox. Inbox. Khi mà chúng ta inbox cho nhau cũng là tính tương tác. Được chưa? Đấy là 6 cái nội dung mà tính tương tác ở trên Facebook. Thì sau cái nội dung ạ, hay sau cái nội dung share bài viết thì cái nấc thang tương tác, tức là gì ạ? Cái điểm tương tác cao hơn tính cho những bạn bè mà inbox cho nhau. Và cái nấc thang cao nhất, đúng không ạ? Cao hơn việc inbox đó là gì ạ? Xem video của nhau. Và cao nhất là gì ạ? Nấc thang tương tác cao nhất và điểm cao nhất chính là gì ạ? Xem livestream và chia sẻ livestream. Được chưa ạ? Thì đó là những cái nội dung, đó như là những cái nội dung rất là quan trọng để chúng ta biết được là cái hành động mà Facebook tính là tương tác cho tức là tính cho điểm tương tác cho nick Facebook của chúng ta. Thế nên là chúng ta hiểu những cái nội dung này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vận hành Facebook của chúng ta như thế nào để mà đạt cái hiệu quả cao trong cái quá trình tiếp cận khách hàng tiềm năng. Bao nhiêu bạn đang xem cái livestream này, các bạn muốn biết là làm thế nào để gia tăng tương tác không ạ? Làm thế nào để gia tăng tương tác và làm thế nào để có khách hàng tiềm năng, hay nói cách khác là thu hút được nhiều khách hàng thông qua việc gì ạ? Thông qua việc tạo ra tương tác như thế này không ạ? Các bạn thực sự muốn biết, các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Để mình xem là bao nhiêu bạn đang quan tâm thực sự tới vấn đề này. Các bạn thực sự có thôi thúc muốn bán hàng hiệu quả nhiều hơn không hay không? Hay là các bạn gì ạ? Đang thờ ơ với chính việc bán hàng online của mình? Hay là các bạn mà đang bán hàng gì ạ? Một cách hời hợt và không quan tâm gì đến gì ạ? Đến thị trường, đến xu thế, đến cái thuật toán của Facebook và mình đang vận hành nó như thế nào? Các bạn thực sự mong muốn biết, các bạn hãy comment xuống phía dưới. Tôi thực sự muốn. Các bạn phải hành động mạnh mẽ lên. Các bạn phải gì ạ? Phải luôn luôn gì ạ? Thôi thúc mình luôn luôn tìm hiểu, đúng không ạ? Tìm hiểu những cái kiến thức giá trị để mà các bạn áp dụng nó. Các bạn phải áp dụng nó để các bạn thành công. Khi mà người khác, người ta gì ạ? Người ta còn đang rong chơi thì mình nỗ lực, mình làm việc và mình sẽ có gì ạ? Mình sẽ có cái kết quả, mình sẽ có những cái thành quả và mình sẽ có gì ạ? Mình sẽ có những cái mong, mình sẽ có đạt được những cái mong muốn của mình. Các bạn có thể mong muốn về doanh thu tài chính. Các bạn có thể mong muốn được mức doanh thu một tháng 10 triệu, 20 triệu hay 30 triệu thì các bạn phải gì ạ? Phải hành động. Các bạn phải tìm hiểu những kiến thức giá trị để các bạn áp dụng vào nó. Không thể hành động một cách gì ạ? Một cách hời hợt và cũng không thể gì ạ? Cũng không thể nào mà chúng ta hành động mà không có phương hướng. Không có kiến thức thì không thể tạo nên được thành công. Các bạn nên nhớ gì ạ? Nền tảng của sự thành công là phải có kiến thức và các bạn phải áp dụng kiến thức một cách triệt để và liên tục thì các bạn mới gì ạ? Mới có kết quả được. Có rất nhiều bạn sau khi mà xem cái livestream của Hải Ninh, thậm chí là có thể tham gia cái khóa học của Hải Ninh, sau đó đã thực sự bùng nổ. Vì các bạn hiểu được cái cách vận hành của Facebook. Phải không ạ? Cái cách vận hành của Facebook. Cái thứ hai là các bạn đã có cái định hướng là phải làm gì với cái nick Facebook của mình. Phải thể hiện được thương hiệu cá nhân của mình ra sao. Làm thế nào để tiếp cận được khách hàng. Thì sau khi các bạn nghe được cái nội dung giá trị đó, các bạn mới thực sự thức tỉnh. Các bạn thức tỉnh và các bạn áp dụng cái nội dung kiến thức đó để ra được đơn hàng. Có tuyệt vời không ạ? Ra được đơn hàng từ những cái nội dung kiến thức mà mình chia sẻ. Các bạn có thực sự mong muốn hay không? Các bạn phải thể hiện cái sự nỗ lực của mình. Các bạn phải thể hiện cái sự khát khao của mình muốn gì ạ? Muốn học hỏi kiến thức, đúng không ạ? Muốn áp dụng cái kiến thức đó để mà tạo ra cái thành công của riêng các bạn, của riêng các bạn. Và mình rất là khuyến khích các bạn mỗi một buổi sáng các bạn hãy comment vào bài viết của mình hoặc là các bạn inbox cho Hải Đình để mà gì ạ? Để chúng ta nói chuyện với nhau và mình luôn luôn tìm ra cho các bạn, mỗi một bạn một phong cách riêng biệt và một cái sự khác biệt để mà thu hút được khách hàng tiềm năng. Các bạn đừng có ngại inbox cho Hải Ninh, đừng có ngại comment, đừng có ngại inbox. Hãy cứ inbox mỗi ngày, các bạn sẽ tìm ra gì ạ? Những cái sự nổi trội mà bản thân các bạn nhiều khi các bạn không nhận ra. Mình rất là giỏi ở vấn đề, ở cái điểm là mình tìm ra được điểm mạnh của mọi người và phát huy điểm mạnh của mọi người để gì ạ? Để mọi người có thể dễ dàng thành công hơn. Nhiều khi bản thân bạn cũng không biết thế mạnh của bạn là gì và bạn không biết khai thác cái thế mạnh của bạn như ra sao.
thì cái hiệu quả của bạn nó sẽ chậm, đúng không ạ? Và các bạn có thực sự mong muốn Hải Ninh có thể truyền năng lượng cho các bạn, truyền lửa cho các bạn, để các bạn gì ạ? Các bạn tạo ra một cái sự đột phá, cũng như là tạo ra một cái điểm khác biệt, một cái điều riêng biệt cho chính cái Facebook của mình khi mình bán hàng online. Bạn hoàn toàn có thể tỏa sáng trên mạng xã hội, trên chính cái nick Facebook của bạn, như là một ngôi sao. Bạn có thể có một đám đông theo dõi bạn, yêu thích bạn, quý mến bạn, là fan của bạn. Nó thực sự là tuyệt vời. Bán hàng online ở trên Facebook có rất nhiều điều tuyệt vời. Nó khác hoàn toàn với việc là mình bán offline, các bạn hiểu không ạ? Bạn dễ dàng tỏa sáng trên Facebook rất là nhiều. Vấn đề ở chỗ là bạn phải biết cách. Và quan trọng là bạn phải gì ạ? Phải tìm được cái người dẫn dắt bạn để bạn thành công. Và mình rất là mong muốn có thể chia sẻ các cái kiến thức, kinh nghiệm của mình trong cái quá trình kinh doanh online để mà các bạn bán hàng hiệu quả. Mình tự tin về điều đó, bởi vì là mình đã dẫn dắt rất là nhiều bạn thành công rồi, nên là mình hoàn toàn có thể hỗ trợ được các bạn. Được chưa? Thế thì các bạn quay trở lại vấn đề chính ngày hôm nay. Thì các bạn biết rằng là gì ạ? Chúng ta phải luôn tạo ra một cái gì ạ? Một cái lượng tương tác thật là lớn. Chúng ta phải tạo ra một lượng tương tác lớn để làm gì? Để chúng ta có thể hút được khách hàng tiềm năng về nick Facebook của mình. Các bạn hiểu không ạ? Nếu mà các bạn bán hàng online, các bạn nghĩ rằng là nếu mà như trước kia, cách đây vài năm trước kia các bạn bán hàng online, thì việc bán hàng online nó có một cái sự thay đổi. Và trước kia chúng ta bán hàng, chúng ta chỉ cần đăng bài lên trên tường cá nhân, chúng ta đăng bài lên hội nhóm hoặc là fanpage, và chúng ta thấy rằng là khách hàng tự tìm đến chúng ta. Nhưng ngày nay chúng ta bán hàng, chúng ta muốn có gì ạ? Có mức gia tăng về thu nhập, về doanh thu, và chúng ta muốn có nhiều khách hàng, thì chúng ta không thể làm theo cái cách truyền thống, mà chúng ta phải tự đi khai thác khách hàng, đúng không ạ? Chúng ta tự lan tỏa cái thương hiệu của chúng ta lên gì ạ? Lên cộng đồng Facebook, để chúng ta có được cái nguồn khách hàng đó. Họ tự bị chúng ta hút về tường cá nhân của chúng ta. Các bạn có thực sự mong muốn biết được những cái bí kíp này không ạ? Các bạn có thực sự mong muốn không ạ? Xin chào Bùi Khuyên, chào Thủy Tiên, chào Nguyễn Tuyết. Các bạn là vào xem sau, các bạn hãy chia sẻ cái live stream này. Và các bạn chia sẻ cái live stream này vào tường, vào hội nhóm, để mà nhận được một cái phần quà. Đó chính là để trở thành người bán hàng xuất sắc. Đấy là cái quyển sách này mình rất là muốn trao tặng cho bạn nào mà chia sẻ nhiều nhất cái live stream trong buổi ngày hôm nay. Các bạn sẽ thấy các bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Tự tin hơn rất là nhiều. Bởi vì bán hàng online trên Facebook, mình lưu ý các bạn này, đây là một trong số những cái bí quyết mà mình có thể chia sẻ cho các bạn. Là cái bí quyết để bán hàng online hiệu quả và thành công, một trong số cái yếu tố quan trọng là các bạn gì ạ? Là các bạn sẽ bán niềm tin cho khách hàng. Bán niềm tin cho khách hàng. Và trên Facebook mình sẽ có những cái kỹ thuật để hỗ trợ các bạn tạo ra niềm tin đối với khách hàng như thế nào. Các bạn hãy theo dõi nick Facebook của Hải Ninh. Các bạn hãy xem trước các bài viết của Hải Ninh, và mỗi một cái nội dung mà mình chia sẻ hay là mình đăng tải, các bạn sẽ thấy là các bạn học hỏi được rất là nhiều kiến thức giá trị. Các bạn cần phải thay đổi. Các bạn muốn bán hàng tốt, các bạn phải có kiến thức, phải có kỹ năng. Và muốn bán hàng hiệu quả, muốn đẩy mạnh tốc độ doanh thu, thì các bạn cũng phải có công cụ nữa, đúng không ạ? Nói gì thì nói, nó đều có những cái chi phí. Cái chi phí. Và chúng ta phải bỏ những cái chi phí về thời gian. Chúng ta bỏ chi phí gì ạ? Về tiền bạc, để chúng ta đạt được cái kết quả nhanh như chúng ta mong muốn. Các bạn hiểu không ạ? Thế thì trong cái buổi ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta phải tạo ra cái tương tác lớn. Tức là cái tương tác ở đây là chúng ta muốn tạo ra là cái tương tác từ nhiều nguồn. Các bạn biết là mình đã phân tích cho bạn 6 điểm để tạo ra tương tác ở trên Facebook rồi, đúng không ạ? Đấy. Thế thì trong 6 cái điểm này, các bạn đã áp dụng được những điểm nào rồi? Các bạn đã áp dụng được những điểm nào để mà đạt được cái hiệu quả khi mà gia tăng tương tác chưa? Nếu mà xem cái live stream này mà những bạn đang xem ở đây mà bài viết của các bạn chỉ có 1 đến 2 like, bài 1 2 like người like bài viết của mình, mà trong khi đó cái số lượng bạn bè của các bạn có thể là đến 4-5 nghìn bạn bè, đúng không ạ? Mà bài viết của bạn chỉ có 1 2 like thì có nghĩa là Facebook của bạn đang có vấn đề, là các bạn đang bị mất tương tác. Các bạn đang bị mất tương tác. Và các bạn lại không hiểu rằng là tại sao mình bán hàng không hiệu quả, hay là mình không có duyên bán hàng. Các bạn hiểu không ạ? Và các bạn thắc mắc rằng là hay là gì ạ? Hay là mình bán cái sản phẩm này nó không hiệu quả. Nhưng các bạn đã bị gì ạ? Bị thiếu kiến thức nghiêm trọng về gì ạ? Về các thuật toán của Facebook. Nên các bạn không hiểu được cái sự vận hành của Facebook là như thế nào. Nên là cái quá trình mà các bạn bán hàng nó chưa hiệu quả.
chưa hiệu quả. Thì trong cái live stream này mình sẽ gợi mở cho các bạn về cái cách thức để gia tăng tương tác cũng như là tăng được đơn hàng. Được chưa? Các bạn nhớ chia sẻ cái live stream này nhá. Hãy chia sẻ cái live stream này. Chia sẻ live stream này để được nhận cái phần quà mà Hải Ninh muốn gửi cho các bạn. Bạn nào mà chia sẻ từ 5 hội nhóm trở lên thì các bạn hãy chụp cái ảnh lại và inbox cho Hải Ninh để mà nhận cái cuốn ebook tuyệt chiêu bán hàng online bùng nổ doanh số này. Đây là cái cuốn ebook rất là giá trị. Còn bạn nào mà chia sẻ nhiều nhất trong cái livestream này ngày hôm nay thì các bạn sẽ được nhận một cuốn sách, đó là để trở thành người bán hàng xuất sắc. Các bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Các bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Bao nhiêu bạn muốn nhận cái cuốn sách này ạ? Bao nhiêu bạn muốn nhận cái cuốn sách này? Mình sẽ ký tặng cho các bạn trên cuốn sách này và gửi cho các bạn. Được chưa? Bao nhiêu bạn muốn nhận cái cuốn sách này, các bạn hãy comment xuống phía dưới nhá. Xin chào Thương Phạm, xin chào Duyên Phạm. Xin chào Bùi Khuyên. Cảm ơn các bạn đã comment. Cảm ơn các bạn đã comment. Được chưa? Thế thì các bạn có muốn biết là những cái kỹ thuật nào để gia tăng tương tác không ạ? Nó thực sự là quan trọng. Các bạn phải hiểu các cái gì ạ? Các thuật toán ở trên Facebook và các bạn sẽ vận hành nó theo đúng cái nguyên tắc của Facebook. Khi chúng ta biết được là những cái hành động để tính tương tác rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải làm thế nào để mà mọi người có thể gì ạ? Có thể làm những cái hành động đó để gia tăng tương tác cho nick Facebook của mình và cũng như là gia tăng tương tác cho gì ạ? Cho nick Facebook của họ nữa, đúng không ạ? Tức là cả hai cùng đều được tăng tương tác. Các bạn có muốn biết không ạ? Cảm ơn anh Tùng Bùi. Các bạn muốn biết không ạ? Bao nhiêu bạn đang xem live stream đây mà các bạn thực sự muốn Hải Ninh chia sẻ cho bạn cái bí kíp để mà gì ạ? Bí kíp để mà gia tăng tương tác. Có hay nói cách khác là gì ạ? Là những nguyên tắc vàng để mà tạo ra tương tác hiệu quả hơn rất là nhiều, thu hút được khách hàng tiềm năng và từ đó có cơ hội bán hàng nhiều hơn. Cảm ơn Thanh Mai. Các bạn có thực sự muốn biết không? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Xin mời các bạn hãy comment xuống phía dưới. Xin chào chị, cảm ơn Thương Phạm. Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Hãy comment xuống phía dưới. Được chưa ạ? Bạn nào đã chia sẻ cái live stream này thì các bạn hãy comment là đã chia sẻ nhá, để mình được biết. Các bạn hãy comment là đã chia sẻ để mình được biết. Thế thì các bạn có muốn biết là mình làm thế nào để mình có thể để khuyến khích người khác tương tác bài viết của mình không ạ? Xin chào anh Nguyễn Quang Mạnh. Rất vui được gặp anh ở trên cái live stream này. Các bạn có muốn biết thực sự là muốn biết là làm thế nào để gia tăng được cái hành động của khách hàng, để gia tăng được tương tác cho nick Facebook của mình không ạ? Phải có những cái bí kíp và các bạn phải vận dụng nó thường xuyên để mà gì ạ? Tăng tương tác cho nick Facebook của mình. Được chưa? Tăng tương tác cho nick Facebook của mình. Cảm ơn Thương Phạm. Những bạn nào thực sự mong muốn Hải Ninh chia sẻ những cái bí kíp vàng này, các bạn hãy comment xuống phía dưới. Và mình xem là số lượng các bạn comment ở đây để mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Nếu các bạn muốn mình chia sẻ hết cái nội dung giá trị trong ngày hôm nay, những cái bí kíp có thể nói là những cái bí kíp vàng để mà giúp cho các bạn tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng thông qua việc tăng tương tác này, thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Và mình sẽ đếm xem là có 10 bạn trở lên là mình sẽ chia sẻ hết cho các bạn. Các bạn hãy comment đi ạ. Tôi muốn biết. Các bạn hãy comment tôi muốn biết nhá. Mình sẽ đếm xem là có bao nhiêu bạn thực sự muốn ạ. Có bao nhiêu bạn thực sự muốn biết. Và điều này rất là quan trọng đối với việc mà bạn bán hàng online trên Facebook. Nó rất là quan trọng. Nó thực sự là quan trọng. Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhá. Các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Cảm ơn anh Minh Chí Vương. Cảm ơn Thương Phạm. Ok, mọi người hãy comment xuống đi ạ. Mình sẽ đếm xem có bao nhiêu người thực sự quan tâm ạ. Có bao nhiêu người thực sự quan tâm. Cảm ơn anh Quang Mạnh. Có bao nhiêu người thực sự quan tâm điều này. Nó thực sự là quan trọng. Và mình muốn đo cái thước đo xem là mọi người quan tâm thực sự như thế nào. Những bạn xem live stream ở đây mà các bạn cảm thấy rằng là gì ạ? Là mình cần phải biết thêm những cái kiến thức giá trị này. Các bạn hãy comment xuống. Hãy tương tác mạnh mẽ lên. Các bạn phải gia tăng cái sự tương tác mạnh mẽ của các bạn. Để mà gì ạ? Để mà tạo ra năng lượng.
tạo ra năng lượng lớn thì chúng ta sẽ thu hút được khách hàng tiềm năng thông qua cái năng lượng và cái sức hút của mình. Cảm ơn Thanh Mai. Các bạn hãy comment khẩn trương đi ạ. Bao nhiêu bạn thực sự muốn biết là cái cách để tạo ra tương tác, cái cách tạo ra tương tác như thế nào? Và trong livestream này các bạn muốn biết hết toàn bộ những cái bí mật vàng mà mình chia sẻ trong buổi ngày hôm nay thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Được chưa? Hãy comment ngay xuống phía dưới đi ạ. Xin chào chị Trần Thị Thương, chị Hương. Các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Mình sẽ đo xem là có bao nhiêu bạn thực sự quan tâm ạ. Cảm ơn chị Trần Thị Hương ạ. Các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. 10 bạn, mình sẽ đo thước đo 10 bạn để mình xem mức độ quan tâm của bao nhiêu người xem cái livestream này ngày hôm nay. 10 bạn. Được chưa ạ? Nguyễn Thị Huệ, xin chào. Các bạn hãy comment khẩn trương xuống phía dưới nhé. Nếu mà có ít bạn quan tâm thì mình sẽ chia sẻ ít, mà có nhiều bạn quan tâm thì mình sẽ chia sẻ hết. Các bạn có thực sự muốn biết hết tất cả những cái gì ạ? Những cái bí mật vàng để gia tăng được tương tác không ạ? Xin chào Nguyễn Thị Huệ, xin chào Lan Đâu. Không biết là bạn Lan Đâu này có bán hàng online không? Nếu mà bạn để cái nick này thì không ok để bán hàng online. Còn bạn thực sự là muốn biết là tại sao thì bạn có thể là inbox vào nick của mình sau khi kết thúc livestream này để mình hỗ trợ bạn thêm về cái cách thức tạo ra một cái nick Facebook bán hàng chuyên nghiệp hơn. Chứ còn để cái tên như này không thể bán hàng chuyên nghiệp được. Được chưa ạ? Nguyễn Thị Huệ cũng như vậy, nếu mà em để cái tên như thế này mà em để cái avatar như thế này thì cũng chưa bán hàng hiệu quả được. Thì hãy inbox cho chị nếu mà em muốn tìm hiểu sâu hơn về cái cách thức tạo ra thương hiệu trên Facebook cá nhân. Cảm ơn Thương Phạm nhé. Như vậy thì hầu hết là mọi người đều rất là mong muốn biết những cái gì ạ? Cái cách để tạo ra tương tác cho cái Facebook của mình và từ đó hút được khách hàng tiềm năng. Đúng không ạ? Thế thì mình sẽ chia sẻ một trong số những cái bí quyết sau đây. Các bạn hãy comment xuống phía dưới cái nội dung này nhé. Các bạn hãy comment xuống phía dưới cái nội dung này. Cái nội dung thứ nhất thì các bạn lưu ý này. Trên mỗi bài viết của mình, các bạn phải kêu gọi hành động. Trên mỗi bài viết của mình, các bạn phải kêu gọi hành động. Các bạn hãy comment nội dung này. Kêu gọi hành động. Kêu gọi hành động. Kêu gọi hành động. Các bạn hãy comment nội dung nhé. Kêu gọi hành động. Hành động đấy có thể là gì? Ví dụ bạn viết một bài viết hay, bạn có thể kêu gọi hành động người ta thả tim bài viết, kêu gọi hành động người ta share bài viết, kêu gọi hành động người ta gì ạ? Comment bài viết. Được chưa ạ? Kêu gọi hành động thì mỗi một bài viết khi mình đưa lên, và bài viết đó là bài viết hay, bài viết giá trị, bài viết chia sẻ kiến thức hữu ích, các bạn hãy kêu gọi hành động, đúng không ạ? Tức là chúng ta phải kêu gọi thì người ta mới làm, chúng ta phải hô hào thì khách hàng người ta mới làm, đúng không? Thì khi mà các bạn kêu gọi được những hành động như vậy, nó sẽ có hai vấn đề xảy ra. Các bạn lưu ý nhé, có hai vấn đề xảy ra. Một là chúng ta tăng được tương tác. Ok không ạ? Tăng được tương tác. Nội dung thứ hai là khi mà mình kêu gọi những cái hành động và những cái bài viết đó là bài viết gì ạ? Liên quan hay là bài viết gần gũi với sản phẩm của chúng ta, thì chúng ta sẽ nhận diện ra được đó là khách hàng tiềm năng. Có hay không ạ? Đó là khách hàng tiềm năng. Tức là có hai vấn đề xảy ra. Một là chúng ta kêu gọi được tương tác, đúng không ạ? Hai là chúng ta nhận diện được khách hàng tiềm năng. Các bạn có thấy hay không ạ? Cảm ơn Thương Phạm. Các bạn có thấy hay không ạ? Thương Phạm, nếu mà bán hàng online mà muốn bán hàng hiệu quả hơn, tí nữa inbox nick Facebook Hải Ninh cho chị nhé. Bởi vì nếu em để avatar như thế này mà bán hàng thì chưa hiệu quả đâu. Kể cả tên nick Facebook cũng như vậy. Thì em muốn biết tại sao và làm thế nào đạt hiệu quả hơn thì hãy inbox cho nick Hải Ninh của chị sau khi xem cái livestream này. Thì chị sẽ hỗ trợ em hướng dẫn tạo thương hiệu trên Facebook và chỉnh sửa Facebook hiệu quả hơn nhé. Chứ để cái avatar như thế này thì không thu hút được khách hàng đâu, Thương Phạm nhé. Cảm ơn em đã thường xuyên livestream, thường xuyên comment từ đầu buổi livestream đến bây giờ. Cảm ơn em rất là nhiều. Mình rất là muốn hỗ trợ các bạn để các bạn bán hàng hiệu quả hơn. Xin chào Vũ Ngọc Sơn. Thế thì các bạn thấy điều này hay không ạ? Các bạn thấy điều này hay không ạ? Tức là gì ạ? Khi mà chúng ta có cái hành động kêu gọi như vậy là chúng ta gia tăng được tương tác. Nhiều khi các bạn bán hàng online các bạn cứ đăng bài thôi, nhưng các bạn lại bỏ quên mất cái gì ạ? Việc kêu gọi hành động. Kêu gọi người ta like bài viết, kêu gọi người ta thả tim bài viết, kêu gọi người ta comment bài viết, kêu gọi người ta share bài viết. Chúng ta đã bị lãng quên cái điều này, nên là cái sự gia tăng tương tác của chúng ta nó thấp hơn bình thường. Nếu các bạn thấy gì ạ? Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy share cái bài viết này đi, đúng không ạ? Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy share cái livestream này đi. Các bạn hãy share đi nào. Đấy. Ngay chính cái livestream này Hải Ninh cũng đang kêu gọi hành động, đúng không ạ? Đấy, thì vừa là gia tăng tương tác cho gì ạ? Cho nick Facebook của mình.
vừa là ra vừa gì ạ, vừa chúng ta nhận diện được khách hàng tiềm năng. Thậm chí là khi mà những bạn bán hàng online, các bạn lưu ý nhá, khi mà bạn làm bán hàng online mà các bạn live stream bài viết, live stream cái chủ đề về bán hàng chẳng hạn, thì những người share bài viết của bạn là những khách hàng tiềm năng rất là lớn, đúng không ạ? Thì bạn phải biết và nhận diện họ. Và thậm chí bạn có thể dùng inbox MB để quét gì ạ, quét họ là khách hàng tiềm năng để lưu họ thành tệp và sau đó là chăm sóc họ mỗi ngày, thì bạn sẽ có đơn hàng từ đó. Đấy, đấy là một yếu tố, được chưa ạ? Mình đã chia sẻ một cái bí mật vàng rồi nhá. Các bạn hãy comment xuống bên dưới chưa ạ? Cảm ơn Thương Phạm đã comment nhá. Rồi Thương Phạm, nếu muốn biết rõ hơn thì chị sẽ hỗ trợ sau cái livestream này, em inbox của chị trước nhá. Chứ còn bán quần áo mà để avatar như này là không ok đâu, được chưa ạ? Thế thì muốn người ta, bây giờ mình sẽ phân tích tiếp này, muốn người ta chia sẻ cái bài viết đó hay là kêu gọi hành động mà thành công thì các bạn phải có cái nội dung trên bài viết đó có giá trị, hay nói cách khác là nội dung trên bài viết đó đơn giản và hiệu quả để mà thu hút được khách hàng, được chưa ạ? Đấy, để thu hút được khách hàng. Và các bạn lưu ý này, các bạn lưu ý rằng là một cái nick Facebook mà có thể thu hút được nhiều tương tác thì nó sẽ có cái công thức, có cái công thức. Các bạn có muốn biết đấy là công thức gì không ạ? Các bạn có thực sự muốn biết công thức hay nói cái khác là cái bí mật trong cái công thức này là gì không ạ? Các bạn cứ đăng bài bán hàng nhưng các bạn không hề biết rằng là có công thức để đăng bài. Các bạn cứ đăng bài bán hàng nhưng các bạn không hề biết rằng là cái công thức đăng bài đó nó sẽ hỗ trợ cho mình, thứ nhất là gia tăng tương tác, thứ hai là có được khách hàng tiềm năng. Có được khách hàng tiềm năng, đúng không ạ? Cảm ơn anh Quang Mạnh. Đó, đúng rồi. Thế thì các bạn có thực sự muốn biết cái công thức này là gì không? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhá. Hãy comment xuống phía dưới. Thì trong cái livestream này ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái công thức này là công thức mở rộng. Công thức mở rộng đó là công thức 80-20. Còn nếu mà các anh chị mà muốn biết cái công thức sâu hơn, cái công thức chi tiết hơn, đấy là cái công thức gì ạ? Cái công thức bản quyền bên công ty của Hải Ninh, đấy là công thức 3+1. Nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất nhiều trong quá trình bán hàng online và thậm chí là có thể có đơn hàng từ gì ạ? Việc đăng bài theo đúng công thức này. Thì các bạn, những bạn nào mà là khách hàng, trở thành khách hàng của Hải Ninh thì sẽ được cung cấp cái công thức này. Thế còn ngày hôm nay trên cái livestream này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái công thức, đấy là công thức mở rộng. Công thức mở rộng. Cái công thức mở rộng đó là gì ạ? Đó là công thức 80-20. 80-20, các bạn có thể comment xuống phía dưới công thức 80-20. Các bạn lưu ý này, mình có thể vào bất cứ một cái bài, một cái Facebook bán hàng nào, và theo tỷ lệ mình nhận thấy rằng là hầu hết các bạn bán hàng online thì các bạn là gì ạ? Toàn đăng bài bán hàng. Các bạn toàn đăng bài bán hàng, giống như kiểu bán hàng offline đấy. Các bạn cứ đến giờ, đúng không ạ? Các bạn cứ đến giờ là các bạn mở cửa hàng, các bạn bày hàng hóa ra, đúng không? Và các bạn bán hàng. Và các bạn đưa cái mô hình offline đó vào trong online. Các bạn cứ gì ạ? Cứ rảnh là các bạn đăng bài bán hàng. Và lúc nào cũng đăng bài bán hàng. Có đúng không ạ? Hầu hết tất cả các bạn bán hàng online đều gì ạ? Đều đang ở trong cái tình trạng này. Đều đang ở trong cái tình trạng này. Và các bạn gì ạ? Thậm chí có rất nhiều bạn mở mắt ra livestream bán hàng. Rất nhiều bạn mở mắt ra là gì? Đăng bài bán hàng. Đúng không ạ? Thậm chí có bạn nửa đêm đăng bài bán hàng. Đúng không ạ? Và các bạn đăng bài bán hàng một cách quá tràn lan. Các bạn nghĩ rằng là như mô hình bán hàng offline là các bạn cứ mở cửa hàng ra, cứ mở mắt ra là đăng bài bán hàng, mở mắt ra là gì ạ? Là bày hàng ra để bán. Nhưng mà thực sự là gì ạ? Nó không hiệu quả. Thực sự nó không hề hiệu quả. Những bạn nào mà duy trì cái mô hình này liên tục trong vài tháng, mà nhất là gần đây, thì các bạn sẽ thấy gì ạ? Các bạn sẽ bị rớt thê thảm về cái tương tác của các bạn. Bị rớt thê thảm về tương tác. Bởi vì các bạn không hiểu là gì ạ? Là thuật toán của Facebook là như thế nào. Các bạn hiểu không ạ? Các bạn không hiểu thuật toán của Facebook, nên các bạn cứ càng đăng bài bán hàng thì khách hàng càng mất tích. Bao nhiêu bạn mà đang ở trong cái trường hợp này mà Hải Ninh đang phân tích cho các bạn hãy comment xuống phía dưới nhá. Bao nhiêu bạn mà cứ càng đăng bài bán hàng thì khách hàng càng mất tích thì các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Xin chào Thanh Loan, xin chào Hoàng Yến. Các bạn vào sau các bạn chia sẻ livestream để được nhận quà tặng nhá. Bao nhiêu bạn mà các bạn cứ đăng bài bán hàng thì khách hàng càng mất tích, các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Cảm ơn anh Tùng Bùi. Anh Tùng Bùi ạ, khách hàng Zila từ 1 năm trở lên anh nhá, sẽ được tặng cái công thức bản quyền 3+1.
cảm ơn Thanh Loan, cảm ơn anh Quang Mạnh. Các bạn có đồng ý với Hải Ninh là các bạn càng đăng bài bán hàng thì khách hàng càng mất tích không? Càng mất tích. Đặc biệt là với những cái bạn mà bán hàng càng lâu mà càng đăng bài bán hàng thì khách hàng càng mất tích. Còn có thể là những bạn mới bán hàng thì cái nguồn khách hàng là gì ạ? Là người thân, người quen vẫn còn đang ủng hộ. Thì cái lượng khách hàng đó nó có thể ban đầu nó vẫn là ổn định. Thế nhưng mà càng về sau mà các bạn cứ vẫn giữ mãi cái quan điểm này là các bạn sẽ càng không bán được hàng. Càng không bán được hàng. Cảm ơn Thương Phạm. Đấy, có bạn đã thừa nhận rằng là càng đăng bài bán hàng càng mất tích. Đúng không ạ? Đấy. Thế thì các bạn không hiểu cái thuật toán Facebook là gì. Thế nên là các bạn cứ mãi miết đăng bài bán hàng. Và các bạn cũng không gì ạ? Cũng không đi học hỏi cái kiến thức để mà nâng cao cái gì ạ? Cái trình độ của mình trong quá trình bán hàng online. Các bạn cứ nghĩ rằng là các bạn cứ đăng bài bán hàng, các bạn cứ nghĩ rằng là các bạn nhập hàng về, các bạn chụp ảnh sản phẩm, các bạn đưa lên và các bạn bán được hàng. Nếu mà nó dễ dàng như vậy thì có quá nhiều người giàu rồi, đúng không ạ? Có quá nhiều người giàu rồi. Các bạn phải đi học hỏi những kiến thức giá trị để các bạn hiểu về Facebook. Các bạn hiểu những cái thuật toán về nó, các bạn hiểu cái sự vận hành về nó. Và chúng ta gì ạ? Chúng ta phải đứng trên đó, đứng trên đó. Chứ còn nếu mà bạn không hiểu gì về nó, bạn làm, bạn không biết là tại sao bạn sai. Mặc dù bạn có thể rất là chăm chỉ, đúng không ạ? Sáng tối nửa đêm post bài để bán hàng nhưng hiệu quả vẫn không cao. Bởi vì bạn không có kiến thức. Bạn không có kiến thức. Cảm ơn Tùng Bùi, cảm ơn anh Tùng Bùi, cảm ơn Thanh Loan. Đúng ạ? Các bạn phải tìm tòi cho mình những kiến thức giá trị các bạn học và các bạn vận dụng, các bạn áp dụng. Có rất nhiều bạn bán hàng online sau khi mà gì ạ? Có những cái thời gian bán hàng online rất là khó khăn sau khi gặp Hải Ninh, được Hải Ninh hỗ trợ thêm, được hiểu thêm những kiến thức giá trị và áp dụng đúng như nội dung Hải Ninh chia sẻ đó, các bạn đã có những cái kết quả rất là tốt. Đấy, thậm chí nếu mà các bạn có thể xem Facebook của Hải Ninh, các bạn thấy là có những bạn bán hàng online sau khi mà áp dụng ngay kiến thức của Hải Ninh có ngay đơn hàng lẻ ngay lập tức. Bởi vì các bạn nghĩ rằng là bán hàng online nhiều khi là rất là khó khăn, nhưng thực tế là các bạn không hiểu về nó nên là bạn bán hàng nó không hiệu quả, cứ đăng bài mãi miết vậy thôi. Thế thì trong ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn về cái công thức 80-20. Đây là công thức mở rộng, còn chi tiết hơn thì nó phải là cái công thức 3+1 dành cho khách hàng 1 năm sử dụng cái công cụ bên mình. Thì sẽ là công thức chi tiết, nó sẽ hiệu quả rất là nhiều. Thì trong cái công thức 80-20 là công thức mở rộng mình chia sẻ cho các bạn. Đấy là gì ạ? Đấy là các bạn đăng bài 80% các cái kiến thức gì ạ? Chia sẻ các kiến thức hữu ích, giá trị về bản thân, về gì ạ? Về những kiến thức giá trị hữu ích cho cộng đồng. Đấy, và chỉ có 20% là bán hàng thôi. Và trong 20% bán hàng này thì các bạn gì ạ? Phải đăng bài theo khung giờ nào thì là hiệu quả. Đấy, phải đăng bài theo khung giờ nào là hiệu quả. Các bạn để ý này. Nếu thực ra thì mỗi một người bán hàng online sẽ có những khung giờ riêng. Các khung giờ riêng. Các bạn lưu ý ạ. Mình không thể nói áp một cái khung giờ dành cho các bạn, tất cả mọi người được. Mà mỗi người bán hàng online có một khung giờ riêng, bởi vì đối tượng khách hàng tiềm năng của bạn là những người khác nhau. Nên là chúng ta sẽ có những khung giờ riêng. Vậy bạn muốn biết là cái khung giờ nào mà có nhiều người xuất hiện trên nick Facebook của bạn thì bạn hãy để ý. Hãy để ý cái Facebook của mình ở cái nội dung là số lượng người đang online. Nó sẽ hiển thị ở trong cái phần, có thể là phần nội dung tin nhắn. Cái phần đầu của phần tin nhắn đấy, nó sẽ thể hiện được cái số lượng người đang online. Nếu bạn đo lường một ngày mà cái thời điểm nào mà có đông người online nhất, và bạn sẽ đếm được xem là lúc đó thì bạn đăng bài, thì cái tần suất bài đăng của bạn sẽ xuất hiện trên bản tin bạn bè là nhiều nhất. Thì bạn mới biết được là để mà bạn đăng bài, cái bài mà chia sẻ cái bài về sản phẩm của mình nó mới hiệu quả. Chứ bạn lúc nào cũng đăng bài bán hàng thì không bao giờ bạn bán được nhiều hàng đâu. Nên nhớ là như vậy. 80% bạn chia sẻ về bản thân, kiến thức giá trị hữu ích về cuộc sống, về những cái mẹo vặt, về những cái bí kíp, về những cái kinh nghiệm mà gần gũi với sản phẩm của bạn, hoặc gần gũi với gì ạ? Với đối tượng khách hàng tiềm năng của bạn, thì bạn sẽ có cơ hội thành công hơn rất là nhiều. Và đó cũng là một phần để tạo ra cái thương hiệu cá nhân của bạn. Đúng không ạ? Về hầu hết thì là khách hàng, những người khách hàng tiềm năng đó, họ sẽ mua sản phẩm của bạn khi mà gì ạ? Khi mà họ tin bạn, họ thân với bạn, gì ạ? Họ quen cái sự xuất hiện của bạn rồi, thì là họ sẽ mua sản phẩm cho bạn. Vậy thì mình phải tạo ra cái niềm tin đối với khách hàng như vậy, bằng cách gì ạ? Gần gũi hơn với khách hàng. Chứ bạn càng đăng bài bán hàng thì họ càng xa lánh bạn. Thì trong cái livestream này mình sẽ gì ạ? Mình phân tích cho bạn để con hiểu cái điều đó. Các bạn có thấy công thức này tuyệt vời không ạ?
những bạn mà đã áp dụng theo đúng nội dung anh ấy chia sẻ là các bạn đã có gì ạ? Có cái sự thay đổi rất là nhiều về tương tác. Ngay sau cái livestream này ngày hôm nay, các bạn có thể sẽ có cái sự thay đổi ngay về tương tác của các bạn. Các bạn thử đăng một cái hình ảnh bản thân cá nhân của bạn lên, đưa về một cái nội dung hay là một cái cảm nghĩ của bạn về cuộc sống, về xã hội hay về trải nghiệm bản thân của bạn, hay về cái sự nhìn nhận của bạn, bạn đăng cái bài viết đó lên. Bạn sẽ thấy là gì ạ? Lượng tương tác của các bạn tăng lên ngay lập tức. Ngay lập tức. Thì sau khi bạn thực hiện cái nội dung đó, các bạn hãy inbox lại cho Hải Ninh và hãy chia sẻ cái điều đó cho Hải Ninh, để Hải Ninh có thể hỗ trợ bạn thêm bước tiếp theo bạn để làm gì, để có thể có thêm nhiều khách hàng tiềm năng. Các bạn đang xem cái livestream này, các bạn hãy gì ạ? Hãy nhớ điều đó nhé. Hãy chia sẻ với Hải Ninh về cái sự thay đổi đó, và mình sẽ chỉ dẫn cho bạn cái bước tiếp theo bạn để làm gì để có nhiều khách hàng hơn. Đấy, thì chúng ta sẽ phải gì ạ? Phải kêu gọi hành động để tạo ra gì ạ? Tạo ra tương tác. Các nội dung chúng ta đăng bài, chúng ta phải đăng theo công thức đăng bài. Và giờ cao điểm chúng ta sẽ đăng bài bán hàng, đúng không ạ? Nhưng trước cái giờ cao điểm đó thì các nội dung đăng bài khác là chúng ta phải đăng gì ạ? Chúng ta phải đăng theo theo các cái nội dung chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, hữu ích, giá trị. Và các bạn nên nhớ này, để có độ tương tác bài viết cao thì các cái nội dung đó, đúng không ạ? Theo công thức 80-20, các bạn phải đăng tầm khoảng 10 bài viết một ngày. 10 bài viết một ngày. Nếu mà các bạn không có thời gian làm được cái việc này, các bạn có thể sử dụng thêm cái phần mềm đăng bài tự động Tobaby mà Hải Ninh cung cấp. Nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất nhiều. Còn nếu bạn có nhiều thời gian và bạn là người bán hàng online hoàn toàn, thì các bạn hãy gì ạ? Hãy đăng bài thường xuyên. Đăng bài thường xuyên. Đăng bài càng nhiều càng tốt. Nhưng mà phải theo công thức nhá. Phải theo công thức, chứ không phải chúng ta đăng bài bán hàng tràn lan đâu. Được chưa? Xin chào Bảo Ngọc Nguyễn, xin chào Thuần Viễn. Mà các bạn vào xem livestream này, hãy chia sẻ livestream để được nhận quà nhé. Phần quà lớn nhất dành cho bạn nào chia sẻ cái livestream này nhiều nhất sẽ được tặng một cái cuốn sách là Để Trở Thành Người Bán Hàng Xuất Sắc. Đây là cuốn sách sẽ giúp bạn bán hàng hiệu quả hơn, cũng như là gia tăng được sự tự tin cho các bạn. Còn những bạn nào mà chia sẻ từ 5 hội nhóm trở lên thì các bạn đều nhận được cuốn ebook Tuyệt Chiêu Bán Hàng Online. Và rất là mong sau cái livestream này mình sẽ nhận được inbox của các bạn, chụp ảnh nội dung đã chia sẻ và các hội nhóm để mình gửi tặng quà cho các bạn. Được chưa? Xin chào Rung Hoàng. Thế thì phần công thức này các bạn đã nắm rõ chưa? Ok chưa? Và trong phần vừa rồi mình đã phân tích cho các bạn thấy rằng là gì ạ? Tương tác cao nhất. Cái tương tác cao nhất đó gì ạ? Đó chính là livestream, đúng không ạ? Đó chính là livestream. Các bạn hãy thường xuyên livestream để bán hàng, đúng không ạ? Hoặc chúng ta livestream để chia sẻ những cái gì ạ? Những cái nội dung gần gũi đối với khách hàng tiềm năng của chúng ta, để thu hút họ về tương của mình, để thu hút họ theo dõi nick Facebook của mình. Đấy. Để thu hút họ theo dõi nick Facebook của mình thì các bạn sẽ có cái hiệu quả cao trong cái quá trình bán hàng hơn rất là nhiều. Được chưa ạ? Thế thì các bạn có thường xuyên livestream hay không? Các bạn hãy comment xuống phía dưới giúp Hải Ninh nhá. Các bạn có thường xuyên livestream không ạ? Duyên ơi, cảm ơn chị cái này với. Các bạn có thường xuyên livestream không ạ? Xin chào Thuần Nguyễn. Đầu này. Xin chào Hoài Tống Xuân. Các bạn có thường xuyên livestream không ạ? Xin chào Thanh Hương. Livestream là điểm tương tác cao nhất trên nick Facebook. Vậy thì các bạn phải thường xuyên livestream, đúng không ạ? Nhưng không phải là lúc nào các bạn cũng livestream bán hàng đâu nhá. Không phải lúc nào các bạn cũng livestream bán hàng. Vì là việc livestream bán hàng quá nhiều nó cũng sẽ không đạt được cái hiệu quả. Các bạn phải chia sẻ cái kiến thức giá trị, hay là các bạn chia sẻ cái kiến thức liên quan đến cái sản phẩm của mình, đúng không ạ? Liên quan đến sản phẩm của mình thì các bạn sẽ thu hút được khách hàng tiềm năng. Họ sẽ gì ạ? Họ sẽ theo dõi lên Facebook của bạn. Họ sẽ kết bạn với bạn nếu mà bạn gửi lời mời kết bạn, đúng không ạ? Đấy. Thế thì các bạn sẽ phải gì ạ? Sẽ phải livestream thường xuyên. Còn nếu bạn nào mà không có thời gian livestream, khi mà các bạn bán hàng online chỉ là bán hàng thêm để có thêm thu nhập, thì các bạn gì ạ? Thì các bạn có thể sử dụng cái phần mềm Live Bee để phát livestream từ các cái video có sẵn, hoặc là có thể phát livestream từ chính cái livestream của bot của mình, hoặc là cấp trên của mình, để mà mình có thể thu hút được khách hàng tiềm năng, đúng không ạ?
hoặc là mình có thể gia tăng tương tác hoặc là thu hút rất là nhiều những cái gì ạ, rất là nhiều những cái nguồn khách hàng tiềm năng để mà theo dõi nick Facebook của mình. Các bạn có muốn biết không ạ? Các bạn có muốn biết không ạ? Xin chào Huyền Trần Lê. Đấy, thế thì chúng ta phải gia tăng thường xuyên cái tương tác trên livestream này. Ví dụ mình là chỉ nói đơn giản ví dụ như thế này. Nếu mà bạn sử dụng một cái livestream, ví dụ sử dụng một cái livestream mà đang là cái livestream hot của những cái livestream hot để mà tiếp cận được nhiều khách hàng đấy, thì các bạn sẽ gia tăng được cái lượng khách hàng theo dõi trên nick Facebook của bạn. Thì khi đó bạn có nhiều người theo dõi thực, thì cái cơ hội bán hàng của bạn khi bạn đăng tải các cái bài đăng lên, thì họ sẽ gì ạ? Họ sẽ nhìn thấy bài đăng của bạn. Họ sẽ nhìn thấy bài đăng của bạn. Thì cơ hội bạn tiếp cận với khách hàng nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Sẽ cao hơn rất là nhiều, được chưa? Bạn có thể sử dụng phần mềm Live Me để phát livestream trực tiếp từ các cái video có sẵn trên YouTube, hoặc là từ chính cái livestream của bot, đúng không ạ? Cấp trên của mình, hoặc từ chính các cái livestream mà từ các cái nguồn livestream của các cái nick Facebook bạn bè, là bạn hoàn toàn có thể phát được. Các bạn có biết bé xíu Nga không ạ? Đấy là một trong số những cái hiện tượng đang là hiện tượng ở trên Facebook. Thì có rất là nhiều bạn lấy cái livestream của bé xíu Nga, bé xíu để mà phát, và có rất là nhiều cái lượt theo dõi, rồi là lượt share bài livestream, rồi là lượt xem tăng lên rất là mạnh. Thì cái gia tăng tương tác này gì ạ? Kéo tương tác cho nick Facebook cực nhanh và cực nhiều. Các bạn chỉ cần chọn cái livestream hot thôi, hoặc các bạn chỉ cần chọn cái video hot là các bạn có thể kéo ngay lập tức tương tác về tường của mình, ngay lập tức tương tác về Facebook của mình. Thì cái livestream đang là gì ạ? Đang là xu thế hot nhất. Đang là xu thế hot nhất, đúng không ạ? Thế thì chúng ta nên gì ạ? Chúng ta lên livestream thường xuyên. Không có điều kiện livestream, các bạn có thể hoàn toàn sử dụng phần mềm để phát livestream, được chưa? Xin chào Khánh Huyền, chào Mỹ Tiên. Các bạn nhớ chia sẻ cái livestream này nhá. Chia sẻ livestream này để được nhận cái phần quà lớn nhất trong cái buổi livestream này ngày hôm nay. Phần quà lớn nhất trong cái livestream này ngày hôm nay đó là một cuốn sách để trở thành người bán hàng xuất sắc. Mình rất là mong muốn là tìm ra chủ nhân của cái livestream ngày hôm nay. Bạn nào chia sẻ cái livestream này nhiều nhất để nhận cái phần thưởng này, phần quà này. Thế thì bây giờ mình sẽ phân tích cho bạn thấy là gì ạ? Về cái tương tác bài viết là như vậy. Thế thì bạn đã hiểu cái thuật toán của Facebook là như thế. Chúng ta có cái cách để tạo ra tương tác, đúng không ạ? Hải Ninh đã chia sẻ các bạn mấy cách rồi, các bạn đã comment được xuống phía dưới chưa? Các bạn đã comment được xuống phía dưới chưa? Thứ nhất là gì ạ? Chúng ta sẽ kêu gọi hành động. Kêu gọi hành động, đúng không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhá. Thứ nhất là chúng ta kêu gọi hành động. Chúng ta phải kêu gọi hành động để gì ạ? Để những khách hàng tiềm năng của chúng ta, người ta có thể like, share bài viết, thả tim bài viết. Và đồng thời chúng ta nhận diện được những khách hàng tiềm năng. Các bạn nên nhớ rằng là khi mà các bạn viết một cái bài viết gần gũi với sản phẩm dịch vụ của bạn, mà các bạn kêu gọi được những cái người hành động đó, là các bạn có thể gì ạ? Nhận biết được đó là khách hàng tiềm năng. Nếu cái bài viết đó là bài viết liên quan gần gũi đến cái sản phẩm của bạn. Được chưa? Xin chào Phạm Luyến, xin chào nhìn đời rơi lệ. Ô, cái nick Facebook này mà bạn bán hàng online thì không hiệu quả đâu nhá. Còn muốn biết cụ thể thì tí inbox cho chị. Được chưa? Đấy. Và chúng ta gì ạ? Chúng ta phải viết cái bài viết của mình, đưa những cái nội dung trên Facebook là chúng ta phải đăng theo công thức 80-20. Đây là công thức mở rộng. Đây là công thức mở rộng. Đấy. Đây là công thức mở rộng. Và các bạn phải đăng gì ạ? Tối thiểu khoảng 10 bài một ngày. Tối thiểu 10 bài một ngày. Có rất là nhiều bạn nghĩ rằng là chị ơi em đăng bài nhiều thế thì khách hàng người ta nhìn thấy người ta chán. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là các bạn đăng bài theo công thức 80-20. Các bạn đăng bài theo công thức 80-20. Thế nên là các bạn sẽ không sợ gì ạ? Không sợ bị nhàm chán. Và trên cái bảng tin của họ, họ sẽ nhìn thấy một trong số những bài viết của bạn thôi, chứ không phải là nhìn tất cả 10 bài viết của bạn nhá. Thế nên là các bạn lưu ý. Và cái nội dung mà mình muốn nhắc các bạn là gì ạ? Đó là cái hành động livestream đang là hành động tính tương tác cao nhất, thì các bạn sẽ phải tranh thủ livestream đi. Còn trong trường hợp mà có nhiều bạn là em không có thời gian để mà đăng bài bán hàng, thì các bạn sử dụng phần mềm Toyby để đăng bài, đúng không ạ? Các bạn cứ hẹn giờ, các bạn cứ đưa nội dung vào đấy thì tự động đến giờ nó sẽ đăng bài cho mình. Thì không phải lo về vấn đề đăng bài nữa. Thế còn livestream nếu mà các bạn gì ạ?
nếu mà các bạn không có thời gian livestream, hoặc các bạn muốn phát livestream của bot, đúng không ạ? Hoặc các bạn muốn phát cái livestream đang hot để mà kéo tương tác ngay lập tức về tường của mình, thì các bạn hãy sử dụng phần mềm Livebee. Đấy. Thế thì tương tác, chúng ta thấy rằng là nó có cái cấp bậc cao nhất và điểm tương tác cao nhất là tính là livestream. Thế còn thấp hơn là nó sẽ tính gì ạ? Cho cái hành động mà mình inbox cho bạn bè. Thì các bạn có thường xuyên inbox cho bạn bè hay không? Các bạn có thường xuyên inbox cho bạn bè hay không? Nhiều khi các bạn nghĩ rằng là khách hàng người ta vào inbox cho mình thì mình mới bắt đầu tư vấn. Nhưng các bạn đã rất sai lầm ở cái phần này. Nên là cái hiệu quả của bạn tiếp cận khách hàng nó chưa cao, đúng không ạ? Hiệu quả các bạn tiếp cận khách hàng chưa cao. Các bạn phải chủ động inbox cho khách hàng tiềm năng. Cho khách hàng tiềm năng, đúng không ạ? Ví dụ những khách hàng mà người ta comment bài viết của mình, mà cái tút đấy là cái tút gì ạ? Cái tút để thu hút khách hàng tiềm năng. Thì các bạn sẽ quét khách hàng này thành tệp và gì ạ? Lưu lại để nhắn tin cho họ trước. Đương nhiên là họ phải trở thành bạn bè của mình rồi. Hoặc là bạn có thể thu hút những khách hàng tiềm năng này từ trong các cái hội nhóm, đúng không ạ? Thông qua cái tút mà mình đăng, hoặc là thông qua cái tút của bạn bè mình đăng. Đấy, để mình thu hút họ về trở thành là bạn bè trên nick Facebook của mình. Sau đó mình sẽ gì ạ? Nhắn tin cho họ. Nhắn tin thì đầu tiên cũng giống như là gì ạ? Là chúng ta chào hỏi, sau đó chúc người ta những lời chúc tốt đẹp. Và dần dần chúng ta sẽ gì ạ? Làm quen với khách hàng. Nó cũng giống như thực tế là chúng ta gì ạ? Chúng ta muốn có khách hàng thì chúng ta phải gì ạ? Tạo ra mối quan hệ, đúng không ạ? Và mối quan hệ là gì ạ? Là tiền tệ. Đấy, mối quan hệ là tiền tệ. Các bạn đang nghe câu này chưa? Xin chào Khánh Huyền, xin chào Mỹ Tiên, xin chào Dương Thị Diệu Hiền, xin chào Hồng Thắm. Các bạn vào sau chia sẻ cái livestream này nhé. Bạn nào chia sẻ cái livestream này nhiều nhất vào các hội nhóm sẽ được nhận một cái cuốn sách là để trở thành người bán hàng xuất sắc. Và các bạn sẽ không phải hối tiếc khi mà các bạn được nhận món quà này đâu ạ. Đây là món quà hết sức là tuyệt vời. Còn bạn nào mà chia sẻ từ 5 hội nhóm trở lên là các bạn sẽ nhận được cuốn ebook tuyệt chiêu bán hàng online. Và rất là mong là có nhiều bạn là có thể nhận được cái cuốn ebook này. Cảm ơn Rôm Hoàng. Được chưa? Cảm ơn Rôm Hoàng. Nếu mà Rôm Hoàng bán hàng online mà em để ảnh avatar với để cái tên này là chưa hiệu quả đâu nhá. Inbox cho chị sau cái livestream này để mà chị hỗ trợ hướng dẫn thêm. Được chưa? Thế thì các bạn cần phải gì ạ? Các bạn cần phải inbox, chủ động inbox cho khách hàng tiềm năng và chúng ta tạo dựng mối quan hệ với khách hàng. Các bạn có thể đầu tiên các bạn nhắn tin chào hỏi, các bạn nhắn tin gì ạ? Gửi lời chúc tốt đẹp với họ. Sau đó các bạn vào nick Facebook của họ, xem là họ là ai, xem họ đang làm gì, xem là gì ạ? Cuộc sống của họ như thế nào, và mình đan xen cái câu chuyện thường nhật để dần dần mình gì ạ? Mình tạo dựng cái mối quan hệ với khách hàng. Một ngày nếu bình thường bạn nói chuyện gì ạ? Các bạn nói chuyện với khách hàng, các bạn nói chuyện được bao nhiêu người? Và các bạn có tự gì ạ? Nói chuyện với khách hàng hay không? Hay là các bạn đợi khách hàng vào inbox? Nếu mà các bạn đang chờ đợi như vậy thì các bạn đang bị những người khác, những người bán hàng khác thu hút hết khách hàng rồi. Các bạn phải chủ động làm cái việc này, các bạn phải thường xuyên thu khách hàng tiềm năng từ trong cái hội nhóm về nick Facebook của mình. Đúng không ạ? Và thường xuyên lọc bỏ những người không tương tác đi. Trên Facebook nó sẽ tính cái thuật toán tương tác như này ạ. Là với những cái nội dung bài viết, khi mà nó cho hiển thị cái số lượng người nhìn thấy bài viết của bạn, mà có quá nhiều người không tương tác thì bài viết của bạn nó sẽ bị giảm hiển thị. Thế nên là bạn phải lọc bạn bè không tương tác đi. Còn bạn nào mà chưa biết cách lọc như thế nào thì sử dụng inbox FB để hỗ trợ nhé. Ok các bạn, thường xuyên nhắn tin cho bạn bè mỗi ngày. Một ngày các bạn phải nhắn tin gì ạ? 50, 70, thậm chí 100 khách hàng tiềm năng. Để thứ nhất là bài viết của mình khi mình đăng lên là khách hàng nhìn thấy bài đăng của mình. Các bạn hiểu không ạ? Vì nó nằm trong cái thuật toán của Facebook rồi. Những ai mà inbox cho nhau thì nó sẽ cho nhìn thấy bài viết của nhau. Các bạn hiểu không ạ? Đấy. Thế thì trong cái livestream này bạn đã biết được rất nhiều các kiến thức giá trị mà bạn hầu như là bạn gì ạ? Không hề biết đến, đúng không ạ? Các bạn, đặc biệt là những bạn mới bán hàng online, các bạn không hề biết điều này. Thường xuyên inbox cho khách hàng tiềm năng thì thứ nhất là bạn gì ạ? Bài viết của bạn đăng lên là họ nhìn thấy. Thứ hai là gì ạ? Là gia tăng cái mối quan hệ với khách hàng tiềm năng. Gia tăng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, tạo ra độ thân thiết với khách hàng. Và các bạn nên nhớ ạ, mối quan hệ là tiền tệ. Chúng ta phải tạo ra nhiều mối quan hệ với khách hàng tiềm năng thì nó mới hiệu quả được. Đấy, một ngày các bạn phải nhắn tin cho nhiều khách hàng. Và nếu bạn không làm được thủ công thì bạn sử dụng inbox FB để hỗ trợ cho các bạn. Được chưa? Bạn nào chưa hiểu rõ phần này có thể inbox sau cái livestream này cho mình để mình hỗ trợ thêm cho các bạn. Thì đấy là những cái mà nấc thang sau cái livestream là nấc thang cao nhất, thì nấc thang là inbox là nấc thang thứ hai để tính điểm tương tác tốt. Và còn cái nấc thang
dưới nữa là cái nấc thang mà gì ạ, là comment bài viết, thả tim bài viết của bạn bè. Thì comment bài viết của bạn bè là cũng là tính cái điểm tương tác, đúng không ạ? Là tính điểm tương tác, nó sẽ còn tốt hơn cả việc bạn like bài viết thông thường. Thì ở cái phần này, cái cách thức bạn làm là gì ạ? Là mỗi một buổi sáng, đúng không ạ? Mỗi buổi sáng thức dậy, bạn có thể đi comment bài viết của bạn bè. Hoặc là những giờ cao điểm, những giờ cao điểm, bạn đi comment bài viết bạn bè để họ gì ạ? Họ sẽ nhìn thấy bạn comment, họ sẽ vào ghé thăm tường của bạn để xem bạn là ai, để xem bạn là ai, đúng không ạ? Bởi vì tự dưng có người vào comment bài viết của mình mà mình không biết ô cái nick này là ai nhỉ, có quen hay không nhỉ, thì họ sẽ vào tường xem bạn là ai. Vậy thì là cái cơ hội để gì ạ? Để kéo khách hàng vào trong nhà của bạn, vào trong tường Facebook của bạn, đúng không? Vậy thì bạn hãy làm cái điều đó thường xuyên hơn đi. Hãy thả tim bài viết của bạn bè thay vì like, đúng không ạ? Vì tính cái nấc thang tương tác thả tim cao hơn like, được chưa? Và hãy gì ạ? Hãy comment bài viết của bạn bè. Nếu bạn bận quá không có thời gian comment thì có thể sử dụng auto FB để mà gia tăng cái lượng tương tác này. Đấy. Thế còn bạn có thời gian hơn thì bạn hãy gì ạ? Hãy chịu khó đi comment bài viết của bạn bè. Để mà gì ạ? Để cái sự xuất hiện của bạn, cái sự tương tác của bạn một phần là gì ạ? Là tiếp cận được nhiều khách hàng. Nhưng cái quan trọng nữa là gì ạ? Là cái quan trọng nữa là bạn gì ạ? Bạn có thể có nhiều khách hàng tiềm năng hơn từ việc bạn xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Thế thì mời các bạn đang xem livestream ở đây thì các bạn có biết là những cái nội dung mà Hải Ninh chia sẻ ở đây thì các bạn đã làm được bao nhiêu nội dung rồi? Các bạn có thường xuyên inbox vào khách hàng lạ không? Các bạn có thường xuyên inbox vào khách hàng lạ không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Xin chào Mai Thảo. Các bạn có thường xuyên inbox vào khách hàng lạ không? Bạn thực sự muốn bán hàng hiệu quả thì bạn phải gì ạ? Phải làm việc này thường xuyên. Mỗi một ngày bạn phải comment 50 hay inbox 50, 70 hay thậm chí hàng trăm cái khách hàng. Để gì ạ? Để chúng ta tạo ra mối quan hệ thân thiết với khách hàng, đúng không ạ? Ví dụ như Thương Phạm, nếu bình thường lần đầu mình gặp ở livestream này mình ít nói chuyện, đúng không ạ? Nhưng mà cứ cách ngày mình nói chuyện hoặc là hầu như ngày nào mình cũng nói chuyện thì cái mức độ thân thiết nó sẽ cao hơn, đúng không ạ? Và khi đó thì mình sẽ có được cái khách hàng thực sự thông qua cái mối quan hệ thân thiết này. Các bạn nên nhớ rằng là khách hàng người ta sẽ mua hàng của bạn, một người lạ người ta sẽ mua hàng của bạn khi mà gì ạ? Cái mối quan hệ bạn với khách hàng trở nên thân hơn. Thứ hai là gì ạ? Họ tin tưởng với bạn ở trên nick Facebook của bạn. Và cái niềm tin này đủ lớn, họ sẽ trở thành khách hàng của bạn. Và hơn nữa, lớn hơn nữa thì sao ạ? Thì họ sẽ trở thành gì ạ? Họ sẽ trở thành khách hàng thân thiết của bạn. Và khi trở thành khách hàng thân thiết thì họ còn giới thiệu bạn bè mua sản phẩm cho bạn, giới thiệu người thân người quen mua sản phẩm cho bạn. Đấy mới là thực sự là bán hàng hiệu quả. Chào Nguyễn Thị Minh. Đúng ạ. Nếu mà các bạn muốn, nếu mà các bạn thực sự muốn bán hàng hiệu quả hơn thì các bạn phải thường xuyên gia tăng tương tác với khách hàng, tạo dựng mối quan hệ với khách hàng. Đúng ạ? Hai yếu tố đấy được chưa ạ? Và yếu tố thứ ba là đăng bài bán hàng theo công thức. Đăng bài bán hàng theo công thức. Đây là ba bí mật vàng mà mình chia sẻ với các bạn trong livestream này ngày hôm nay để giúp cho các bạn gì ạ? Giúp cho bạn có cơ hội tiếp cận được nhiều khách hàng, bán hàng được hiệu quả hơn rất là nhiều. Bán hàng được hiệu quả hơn rất là nhiều. Thì các bạn đang xem cái livestream này ngày hôm nay ở đây, các bạn đã cảm thấy là sau khi nghe cái livestream này, các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Các bạn có cảm thấy các bạn học được nhiều cái giá trị hữu ích hơn không ạ? Các bạn hãy comment xuống bên dưới đi ạ. Nếu mà các bạn cảm thấy là nó thực sự, cái livestream này nó thực sự hữu ích đối với các bạn, hãy chia sẻ cái livestream này về tường. Chia sẻ, gắn thẻ bạn bè hoặc là tag tên bạn bè vào để xem cái livestream này, để hỗ trợ cho bạn bè của bạn bán hàng online hiệu quả hơn. Và các bạn hãy comment ngay xuống phía dưới này là cái nội dung mà livestream ngày hôm nay, nếu mà các bạn cảm thấy thực sự là giá trị hay là các bạn cảm thấy thực sự là hữu ích, các bạn cảm thấy thực sự là hay, các bạn hãy comment xuống phía dưới. Hãy comment xuống phía dưới để các bạn, bản thân các bạn nhớ cái nội dung kiến thức giá trị này, và các bạn sẽ gì ạ? Sẽ đón nhận được nhiều những cái livestream giá trị hơn nữa mà Hải Ninh muốn chia sẻ cho các bạn, đúng không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Nếu các bạn
cảm thấy cái nội dung này thật sự là hay, hấp dẫn và hữu ích, các bạn hãy comment xuống phía dưới. Và mình sẽ còn chia sẻ nhiều những cái livestream hữu ích hơn nữa. Nếu mà các bạn quan tâm tới Hải Ninh, quan tâm đến nick Facebook của mình, quan tâm đến gì ạ? Quan tâm và xem trước các cái bài viết của mình để mà các bạn nhận ra được nhiều giá trị tốt hơn nữa. Các bạn áp dụng thôi là các bạn sẽ thấy hiệu quả. Các bạn áp dụng thôi là các bạn thấy hiệu quả. Không cần các bạn phải, chưa cần các bạn phải mua cái gì của Hải Ninh cả. Các bạn cứ áp dụng đi, các bạn sẽ thấy hiệu quả. Và các bạn thực sự muốn hiệu quả hơn nữa thì các bạn hãy inbox cho Hải Ninh để Hải Ninh chỉ cho các bạn phương pháp để hiệu quả tối ưu. Được không ạ? Cảm ơn anh Minh Chí Vương. Cảm ơn Thương Phạm. Đấy. Các bạn thực sự thấy hay, thấy hữu ích, các bạn hãy comment xuống phía dưới. Với cái nội dung mà mình chia sẻ các bạn, nó là những kiến thức vô cùng giá trị. Nó là gì ạ? Nó là những thứ đã được gì ạ? Đã được kiểm nghiệm rồi. Nếu các bạn có thể chưa tin, các bạn hãy làm những cái thao tác mà Hải Ninh chia sẻ cho các bạn. Các bạn sẽ thấy ạ, cái gia tăng tương tác của bạn tăng lên rõ rệt. Thay vì các bạn bán hàng, các bạn đăng bài bán hàng liên tục, thì các bạn sẽ gì ạ? Các bạn sẽ đăng bài theo công thức 3 cộng 1 đi. À, công thức 80-20, công thức mở rộng mình chia sẻ cho các bạn. Các bạn sẽ thấy sự khác biệt hoàn toàn. Các bạn sẽ thấy là có người sẽ chia sẻ cái bài viết của bạn khi mà cái nội dung bạn đăng đó nó giá trị và hữu ích. Đấy là cái tương tác của bạn tăng lên rất là nhiều. Bạn sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn Nguyễn Thị Minh. Nguyễn Thị Minh comment là rất hài lòng. Các bạn xem cái livestream này, những bạn mới vào xem livestream mà không kịp theo dõi cái livestream này, các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường, gắn thẻ bạn bè vào hoặc là chia sẻ vào hội nhóm để nhận được quà tặng nhé. Thì trong cái livestream này ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ cho các bạn những cái bí kíp vàng như vậy rồi. Các bạn hãy áp dụng và làm nó thường xuyên. Các bạn chỉ cần trong một tuần thôi, các bạn sẽ thấy thay đổi hoàn toàn về gì ạ? Về cái khách hàng mà mình tiếp cận được, về cái tương tác của mình tăng lên và cái hiệu quả bán hàng của mình cao hơn nữa. Còn nếu bạn vẫn còn đang lăn tăn hoặc bạn vẫn đang loay hoay về cái giải pháp bán hàng thì các bạn cứ inbox trực tiếp cho Hải Ninh. Hải Ninh sẵn sàng có thể gì ạ? Giúp đỡ và hỗ trợ cho các bạn. Giúp đỡ và hỗ trợ các bạn để các bạn bán hàng hiệu quả hơn, không mất một cái chi phí gì cả. Các bạn cứ chịu khó inbox cho Hải Ninh. Mình sẽ tìm ra cho cái điểm mạnh cho các bạn để các bạn phát huy cái điểm mạnh của các bạn. Đúng không ạ? Đó là những cái điều hết sức là tuyệt vời. Các bạn vào sau nhớ chia sẻ livestream 5 lần để được nhận cuốn ebook tuyệt chiêu bán hàng online nhé. Và bạn nào chia sẻ cái livestream này nhiều nhất sẽ được nhận cái món quà, đó chính là cuốn sách trở thành người bán hàng xuất sắc. Các bạn có muốn trở thành người bán hàng xuất sắc không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đấy ạ. Bạn thực sự muốn trở thành người bán hàng xuất sắc không? Bản thân các bạn phải nghĩ ở trong đầu, tôi muốn trở thành người bán hàng xuất sắc, tôi muốn bán hàng hiệu quả, đúng không ạ? Tôi muốn đạt được doanh thu mục tiêu về tài chính. Thì các bạn hãy comment xuống phía dưới và Hải Ninh ở đây sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn. Các bạn hãy thể hiện năng lượng của bạn lên ạ. Hãy thể hiện năng lượng của bạn lên. Các bạn sẽ thấy là gì ạ? Khi mình có năng lượng, các bạn chỉ cần tuyên thệ thôi, thì cái ý chí, cái niềm tin của bạn và gì ạ? Các bạn sẽ có những cái hành động tạo ra kết quả. Hành động để tạo ra kết quả. Cảm ơn Thương Phạm. Tôi muốn trở thành người bán hàng xuất sắc. Các bạn hãy comment đi ạ. Tôi muốn trở thành người bán hàng xuất sắc. Các bạn hãy năng lượng lên. Bởi vì khi mà các bạn năng lượng lên thì khách hàng sẽ gì ạ? Sẽ bị chúng ta hút vào. Chúng ta sẽ trở thành như là một cục nam châm, như là một cục nam châm sống. Và trong rất là nhiều các livestream tiếp theo, những nội dung giá trị này, thì một trong số cái chủ đề mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong những livestream tiếp theo, đó là chủ đề về tạo ra gì ạ? Một cục nam châm sống. Các bạn muốn thực sự muốn mình trở thành một cục nam châm sống ạ? Các bạn muốn thực sự muốn khách hàng tự đến với chúng ta và gì ạ? Và quan tâm đến sản phẩm của chúng ta ạ? Nó là tổng hợp của rất nhiều các yếu tố mà các bạn cần phải làm. Hãy theo dõi nick Facebook của Hải Ninh. Xem trước các cái bài viết của Hải Ninh để mà gì ạ? Các bạn nhận được nhiều kiến thức giá trị. Nó thực sự là quan trọng. Và hãy bật chế độ theo dõi mỗi một lần mà Hải Ninh livestream trên nick Facebook cá nhân. Các bạn sẽ nhận được rất nhiều kiến thức giá trị. Các bạn có kiến thức đó, các bạn áp dụng nó và các bạn sẽ thành công. Hãy áp dụng nó và để thành công. Các bạn hãy tuyên thệ đi ạ. Tôi muốn trở thành người bán hàng xuất sắc. Các bạn hãy phải ghim vào cái ý nghĩ đó trong cái suy nghĩ của mình. Thì các bạn sẽ có gì ạ? Sẽ có hành động. Hành động đầu tiên là các bạn tìm hiểu kiến thức để mà gì ạ? Áp dụng. Hành động thứ hai là các bạn kiên trì áp dụng theo công thức. Và hành động thứ ba là gì ạ? Liên tục và các bạn
làm nó trong nhiều ngày thì các bạn sẽ có kết quả tốt thôi ạ. Được chưa ạ? À, Nguyễn Thị Minh, em chia sẻ ở trên Facebook của chị, cái livestream của chị đang phát trực tiếp nhá, chứ còn đây là xem chung thì không thể chia sẻ được. Ok, bạn nào đang xem livestream ở đây mà các bạn muốn có cái câu hỏi gì thắc mắc, muốn Hải Ninh hỗ trợ trực tiếp trên livestream này thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nhá. Mình sẽ dành ra 5 phút để trả lời câu hỏi của các bạn. Còn nếu mà các bạn không có ý kiến gì thì mình sẽ kết thúc cái livestream ở đây. Và mình sẽ để dành thời gian để hỗ trợ những bạn mà thực sự muốn thay đổi kết quả bán hàng của mình và đang inbox cho nick Facebook của Hải Ninh, thì mình sẽ hỗ trợ để cho các bạn có thể kịp thời bán hàng hiệu quả hơn, đẩy được cái hàng tồn đi và để tranh thủ cái dịp mà cuối năm này để có được cái kết quả bán hàng tốt nhất. Được chưa? Nếu các bạn không có câu hỏi gì nữa thì mình sẽ kết thúc livestream ở đây. Các bạn hãy comment xuống phía dưới, tôi muốn trở thành người bán hàng xuất sắc. Hãy comment xuống phía dưới đây ạ. Cảm ơn các bạn đã xem cái livestream này và mình sẽ kết thúc cái livestream này ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái livestream này và hãy xem các cái livestream của Hải Ninh để các bạn có thể nhận được nhiều kiến thức giá trị. Và nếu mà bạn cảm thấy là bạn muốn Hải Ninh hỗ trợ trực tiếp thì các bạn hãy cứ inbox cho nick Facebook của Hải Ninh. Mình ở đây sẵn sàng hỗ trợ các bạn để giúp các bạn bán hàng online hiệu quả hơn. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.